con gái hái sầu riêng nhà nghèo. Nàng vừa đôi tám túi tình yêu vừa lớn, nhiều chàng trai tráng đến cầu hôn hối làm quen, mong được em cho tim vàng nhưng lòng nàng vẫn không màng. Trời, nó yêu đời quá em. Bữa nay bị đặt ca nó cỡ bà bù lỗ chứ ở đó mà không màng. Ủa có mùi vậy? Té má con mới về. Cái gì vậy? Tên 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 tên. Trời ơi. Càng ơi, ở đâu vậy? Cô Hồng cho con má. Hồi nãy cô Hồng quắt con lại, đưa cho con cái sầu riêng này nè. Nói là ở dưới quê cô Hồng gửi lên á, nên cô Hồng cho nhà mình trái ăn mấy thảo. Ôi thơm quá. Dạ. Trời, ngồi từ đầu mùa đến giờ mới được ăn á. Cô Hồng kêu cái sầu riêng này nha là hạt lép mà cơm vàng, mà chín cây nữa chứ, không có thuốc có men gì hết trơn á. Ôi, lạ quá. Nè ông, hết sảy. Thúi, thúi nguyên trái luôn. Thúi đâu mà thúi. Thơm, thúi đâu thúi. Đồ của Hồng cho mà ông nói thúi hoài. Tôi nói thúi là thúi. Ông kỳ quá, ông cứ nói thúi này thúi nọ hoài. Cô Hồng có nghe được cô giận á. Bà giận kệ bà. Đàn ông gì đâu mà đầu đội trời chân đập đất. Vậy mà em chê 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 sầu riêng thúi, không ăn được sầu riêng. Bà giằng đầu tôi hả? Má, tự nhiên giờ thì con nổi cơn thèm sầu riêng quá à. Mà trái nhỏ xíu ăn đủ thiếu gì. Ngày mai á, con với má đi chợ mua thêm trái ăn nữa nha. Hai trái luôn ăn chỗ đã con. À, cấm à, lỡ cho này ăn đi. Cấm luôn à. Gì đó, nó ôi cái cả luôn, không ăn. Tính ra tới cống mà không ai sợ chứ. Cấm hoài à, cấm hoài. Đi, thôi, xuống lấy dao cuối, cuối. Dạ. Kêu làm gì giống như gọi hồn tôi à? Kêu việc ấy cô, chú Tiên, chú Tiên. Kêu bình thường được hả? Không phải, kêu sợ chú đi mất tiêu. Kêu hỏi coi chú đi đâu về vậy? Đi công việc về, bữa khác nói chuyện đây nghe. Khoan khoan khoan. Rồi à, thấy không? Cái tật cũ rồi, cái tật nhiều chuyện không bỏ nè. Đang ngồi chạy xe ế, thấy tao đi ngang mừng quá kêu vô nhiều chuyện đúng không? Thôi không có đâu nghe. Trời chuyển được kìa, có gì à? Khoan chú Tư. Nãy giờ con chưa nói được gì luôn chú Tư. Kêu chú Lợi là con nói trời chuyển mưa rồi, lên xe con chở về, đi bộ một lát mắc mưa á. Ờ ha, tao thấy mày nó có lý, coi như ủng hộ mày cứu xe đi ha. Đúng rồi đó. Đi. À khoan. Hả? Ê, về lấy tiền bả à. Không có đem tiền theo. Ủa gì hả? Ừ. Thôi kệ, lấy tiền ai cũng vậy mà. Chứ không lẽ có con cuốc xe chú giật của con. Vô duyên, lấy con cuốc xe giật mấy chục ngàn chứ của mày. Thì đúng rồi, con cho chú thiếu mấy ngày luôn cũng được. Thôi đi, đúng rồi. Đi, đi. Ủa sao chú hết hết giống bà Lít quá chú Tư? Bà Lít hết khác tao hết khác chứ. Có gì thúi thúi vậy nè. Mày không tắm phải không? Đâu có. Trời tao tắm rửa sạch sẽ vào thơm hơn vứt nè. Mày thúi gì ta? Mùi gì trời? Càng tới đây càng thúi nè. Càng tới cái đầu xe càng nhiều nè. Thôi đi. Đó. Trời ơi nó đó. Kìa. Nó kìa. Thúi là nó đó. Trời ơi. Cái gì vậy? Chú nói... Chú nói cho sầu riêng này thúi hả? Ừ. Trời ơi. Thơm gì mà chê trời. Trời ơi thơm. Cổ gài vô mùa sầu riêng ta bán quá trời ngoài đường kìa. Cái con nguồn trái cho bé ăn ăn khoái lắm á. Thơm con khỉ cái thơm. Mày ở đó mày hử đi ha. Mày hử đi tao đi bộ luôn. Chú Tư. Cái gì? Chú nói ủng hộ con cuốc xe mà. Hồi nãy là có ý định ủng hộ mày đó. Mà giờ tao thấy đó là tao hết muốn ủng hộ rồi. Mày muốn tao ủng hộ mày quăng đi. Tao quăng cái tao ủng hộ. Trời đất ơi. Đâu có được, mua trái sầu riêng này là phải mấy cuốc xe của con á. Trời ơi. Bây giờ mày không quăng phải không? Không. Không quăng? Không. Tao đi bộ luôn. Chú Tư. Không có tù tám gì hết mày. Chú Tư. Chú Tư. Đi lẹ lẹ coi chừng mắc mưa. Ủa sao tự nhiên mất cuốc xe trời? Tại mày á. Về anh em tao nha. Xẻ mày ra nè. Cắn mày. Cạp mày luôn. Tao đỡ tức. Thôi quá ta.
Trời ơi, sao mà đau dữ vậy trời. Bà ơi, bà lấy giùm chai dầu gió xức cho đỡ đau coi. Ui da, đau thì được chết được luôn, mà bà ngủ cái gì mà ngủ như chết thì không biết. Ui da, bà ơi. Ôi. Bà đi đâu rồi trời? Ui da, không được rồi, không xong rồi. Phải đi giải quyết mới được. Chết luôn vậy. Ủa mà bữa nay mình có ăn cái gì đâu, tá bậy bạ đâu. Ăn cơm với rau thôi mà. Nay tôi không có đi chợ. Ông ăn đỡ cơm với rau nha. Bà với nhái mày hả? Không, ông ăn mình ông đi. Ủa sao hả? Tôi với nó ăn cái khác. Ráng hết rau nha. Ăn rau nó có chất, tốt. Ừ. Ôi dạ. Ôi trời. Bà ơi. Bà. Ui dạ. Hồi nãy về đó cũng lâu lắm rồi mà ta. Bà đi đâu vậy ta? Ủa, đi đâu hả? Thấy biết rồi còn hỏi nữa. Đi chợ chứ đi đâu? Ủa, đi chợ gì mới tối đi rồi, giờ đi gì nữa? Ông lẩm cẩm mày hả? Lẩm cẩm gì? Tự nhiên đi chợ đâu mà đi nửa đêm. Ở cái xẻo lá này ai bán cho ông mà đi chợ nửa đêm? Người ta không bán cho tôi, nhưng mà người ta bán cho bà. Chứ tối vậy đâu? Trời ơi, thì ngủ kế ông chứ đâu mà hỏi trời. Có cà phê chưa? Trời đất ơi, con bà. Tôi bưng ly cà phê giống như điêu thiền vậy. Ủa sao bữa nay anh đỡ gu, sao mà anh uống cà phê mà đậm dữ vậy? Tôi pha hoài cũng chưa thấy đủ nữa à. Uống đậm về nè, cho nó chắc ruột. Là sao? Bị tối hôm qua đó, Tào Tháo rượt qua cỡ. Trời ơi. Cho nên sợ tối nay kham không nổi, uống đậm về chặn trước. Trời đất ơi, sao mà chỉ uống thuốc vô mới chặn được chứ? Thuốc cái gì? Dầu xanh mà còn không có sức chứ đừng nói mà thuốc. Cái gì kỳ vậy? Hôm bữa tôi mới đưa chị Tư hộp thuốc á. Hay lắm nha. Thuốc gì? Cha coi chừng bà quăng hay bà bỏ đâu á. Cái thuốc đó ở bên Nga ha, tôi gửi mua gì rồi đó. Bên Nga? Chắc thuốc nổ đó. Tôi kệ bà đi. Bà dục hay dung dục gì kệ bà. Nhưng mà giờ tôi nói là nguyên đêm hôm qua vợ con gì mà tôi nói tôi đau bụng, tôi lăn lên tôi bò xuống, tôi đi tới đi lui cả chục bận mà không hề thấy mặt bà đâu hết. Ủa, anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ bà đi đâu? Vậy bà ở đâu? Bà ngủ với ai? Bà làm gì? Có nghĩa là sao vậy? Thôi cô Hồng ơi, nhiều chuyện vừa vừa phải phải thôi. Nhiều chuyện gì mà nhiều chuyện dữ vậy? Thím Tư thím lớn rồi, muốn đi đâu đi. Hỏi gì mà hỏi dữ thần ôn cũng biết nữa. Đúng rồi, nói như này nghe được không? Đúng rồi hả chú Tư. Cô Hồng nhiều chuyện ghê luôn á. Mà chú Tư, bộ thím Tư đi nguyên đêm không về thiệt luôn hả? Vậy mày cũng ít nhiều chuyện. Hỏi cho biết vậy mà. Nhưng mà thôi lỡ rồi có hai đứa, anh nói luôn đi, nó rõ ràng chi tiết. Biết đâu tôi biết rồi, chỉ đâu tôi chỉ cho. Đúng rồi, đúng không? Nè, nói cho ai cũng được á,
Nhưng mà trừ ra bà với thằng này thì thôi ha, khỏi ha. Sao hả? Người hai người mà biết nó giống như là cái ô mặt lưa của xã này á. 1 phút 30 giây cả xã biết hết. Chú Tư, ô mặt lưa là cái gì vậy? Cái lo đó ông nội. Ý ông nói tôi là cái lo phải không? Nhiều chuyện gì, chuyện gì cũng đi lan truyền lẹ phải không? Vậy mà có lợi lắm à, có chuyện gì á nói cho ta biết, biết đâu á vợ chú theo trai rồi sao? Trời đất ơi, chí cô Hồng. Hả? Sao cô nói gì kỳ cũng vậy? Nói vậy á mà. Chúng tôi lớn rồi mà nói gì kỳ vậy? Chứ sao? Đời đâu biết được chứ ngờ. Mà không cần thiệt vậy nghe chú Tư. Nhiều khi thím Tư chê chú Tư già xấu, đi kiếm kép đẹp hơn sao? Trời. Bà này tào lao rồi, mày cũng tào lao luôn. Trời hết hộp chứ, ta chưa kịp cười. Nó nghe nè, anh làm tôi muốn rớt cái tiền ra ngoài rồi nè. Thôi, nói hết hứng rồi. Tính tiền là bay. Nhiều. Gấp 3 ly bình thường. Gì dữ vậy? Ủa, tôi pha 3 lần cà phê cái ly người ta, mới uống được cái ly của anh đó. Gấp 3 là gì? Muốn gấp 5 hả? Ôi mệt quá. Dạ. Không đủ. Bụng cũ soạn lại ha. Là cái gì? Là ghi sổ đó trời, tao tránh cái chữ ghi sổ rồi. Mà ép hoài ha. Mệt quá ha. Chú Tư, ở lại kể chuyện thím Tư nghe. Quán này làm như có huôn sao, ai vô cũng ghi sổ, thiếu. Từ nãy giờ nghe hàng xóm hát hả, muốn nhức cái đầu. Về nghe em khịch khịch nữa giống... Giống gì? Giống kỳ hả? Ngu duyên. Cái gì ghê? Tôi nghẹt mũi, tôi khịch cho dễ chịu, gì thôi ghê. Ông nghẹt mũi thiệt hả? Ừ, biết kỳ quá, nghẹt nãy giờ muốn chết luôn. Tình Tèo nói đúng hả ta? Nghe mình bệnh mà bà ngồi tự nhiên luôn. Mà cái bà này nhìn bà vừa già vừa xấu mà còn lông nữa. Thằng cha đâu mà thèm bà trời. Bà Tư! Trời ơi! Yeah. Bà giá áo cho ai? Cho ai? Giá cho cha già kia chứ ai? Thằng cha già nào bà nói đi tôi biết. Tôi tới tôi chưa khô máu luôn. Bà nói đi! Hả? Con kia đâu? Má! Chú Tư! Sao mày gặp tao lần nào mà cũng kêu giọng đó trên vậy? Mày kêu giọng khác không được hả? Hỏi coi chú đi đâu kìa? Tao đâu kệ tao hỏi chi? Rồi. Cái điệu này là đi kiếm thứ tư này đúng không? Sao biết? Trời con gì không biết trời. Phải mà. Mày nè, ba Lít nè, bà Diễm Hồng mà phối hợp thành một cái chợ nhiều chuyện á. Không có nghe, con không có nhiều chuyện rồi đó. Mượn nói rồi, trẻ không chơi già đổ đốn. Biết đâu thím Tư tự nhiên già cái đổ đốn ra. Chú Tư coi chừng nữa nghe. Cái thằng vô duyên, mà im cái miệng mày coi. Trời ơi. Tôi có nhiều chuyện. Trời ơi, tổ con nói không chịu nghe đi. Rồi mốt có chuyện gì đừng hỏi con nghe, không biết gì trơn á. Cành vợ có mấy đêm trắng dờn mắt luôn. Không lẽ giờ bỏ cuộc? Không được. Lỡ như đêm nay bà hành động thì sao? Ôi, ngủ sớm mai cho nó khỏe hết bệnh coi. Ngủ chưa? Ngủ dây thức gì đó. Ừ. Ngủ cho mai mau cho nó hết mau hết bệnh coi. Thank you.
cha rồi. Ngủ canh bả mà ngủ quên luôn rồi. Bắt được tài tử rồi nghe. Thầu Liên hả? Trời ơi. Trời. Gì vậy trời? Ông làm gì nay dám lên da vậy? Da cái gì? Tối ngủ cái mùi nó chịu không có nổi. Bịch đang cho nó đỡ cái mùi. Bà đó, ha, dư nhái đó, tối lén lúc ăn sầu riêng. Mà tôi nói tôi cấm mua sầu riêng ăn rồi à. Cũng cãi tôi ha, gan trời à. Thì đó, tôi sợ ông chửi. Nên má con tôi mới lén lúc đem ra sau giường ăn. Trời ơi, ăn lấy ăn lúc có ngon lạnh gì đâu mà nói. Không ngon ăn chi? Hả? Tôi đã nói đi nói lại bao nhiêu lần là cấm mua sầu riêng về cái nhà này. Mà cái cãi tôi không à. Ông thôi đi nha. Vừa vừa phải mãi thôi chứ. Tía, cái sầu riêng đó là con mua chứ không phải má mua đâu. Tại con thấy không đời nào má mua sầu riêng cho nhà mình ăn hết trơn á. Mà con thì lại khoái nữa. Mày khoái gì mà tao ghét? Tía kỳ quá à. Tía ghét nhưng mà con với má thèm muốn chết. Nè, mới mốt á, có mua á thì mày nói trước với má. Để má sẽ bày mưu tính kế, đài ổng ra biên cương, hay đài ổng ra ngoài thuốc ngoài công đảo luôn, để nhà má con mình ăn cho thỏa sức. Con biết là tí không có thích ngửi mùi sầu riêng, nhưng mà ngày hôm qua đi ra chợ thấy người ta bán, con thèm, con cầm lòng không có được. Ơi nhái. Dạ. Sầu riêng để khui bằng dao chứ mày mày khui cái đó biết chừng nào mới ăn được. Không được, không được. Lẹ 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 đi. Chết chết chà. Tí mà về. Thôi 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 thôi. Bây giờ mình dẹp đi. Tối mình ra sau giường ăn. Thôi giờ ổng thèm rồi sao tối. Thèm cái gì? Trời ơi, ổng mà về ổng thấy là long trời lở đất. Mày biết tánh ổng mà. Ổng sợ một sầu riêng đi. Dạ. Nhưng giờ ổng thèm à. Đi, thèm thì tối ăn. Nhìn nhìn đi. Đó. Mày hết á. Đầu dây mối nhợ là do mày hết, thấy không? Đó. Báo hại tao giờ nè, đó, ngủ phải bịt khẩu trang vậy nè. Đó. Thấy không? Giống bà nói tao giống ninja đó. Bây giờ tao làm gì tao mới đeo khẩu trang vậy nè, cho vừa lòng mày. Nhái nhái. Gì vậy? Người ta chưa vô nhà đủ vậy gì? Ê! Từ từ! Trời ơi! Hình rẽ gì tới mày nữa hả Tảo? Ủa? Sao vậy? Ừ, thế bảy cho con mấy trái sầu riêng. Cái má con kêu là đem cho mỗi nhà một trái ăn lấy Thảo. Nè chú Tư, chào chú nè. Trời ơi ông nội ơi! Mày có biết gì cái trái sầu riêng này mà mấy đêm liền tao thức trái không? Ủa sao vậy? Rồi bây giờ mày đem mua nữa. Mà đem một nữa là tối nay tao thức cắn nữa, tao phải canh nữa trời. Ủa chú tôi canh gì à? Thì tao canh đi. Tao canh bả đó, bả đi ăn này, tao tưởng đâu là bả đi lén phén với ông nào. Vậy, ông canh tôi hả? Trời ơi, hèn chi.
Vợ chồng sống nhau mấy chục năm rồi, vậy mà ông nghi tôi đi lén phí với ai là sao? Thì ra ông thức canh tôi, làm tôi hả cũng thức canh ông gần chết đây nè. Nghĩ sao vậy? Ngủ mà nhắm con mắt à. Còn con mắt đây nè, mở tao láo lên vậy nè, làm tao đâu có dám đi. Đợi ông nhắm hết hai mắt rồi tao mới dám bò vậy tao đi á. Tôi cũng khổ quá mà. Tại thằng Tèo với bà Diễm Hồng nhiều chuyện, nói ra nó vô nữa, cho nên tôi mới nghi quan cho bà. Thì thôi, bà thua má con bà rồi luôn. Ăn gì ăn nè, mua mua gì mua. Cùng lắm tôi kẹp mũi tôi lợi giống vậy nè. Đó, giờ được rồi. Thôi lấy ra đi để luyện hộp thở chết bây giờ. Thôi kệ tôi, thôi giờ nè. Tôi đi ra quán của Hồng, tôi uống cà phê, thấy không? Bà nhà cái trái cầu riêng nè, má con bà ăn gì ăn cho hết nha. Ăn cho hết nha, là chung vỏ luôn nha, đừng có để đi không. Thơm đắm luôn Thiên Tiên. Từ từ đi uống cà phê. Chú Tư đâu ạ? Uống cà phê, uống cà phê. Con cũng qua quán bà Hồng nè, đi đi. Ăn cho hết nha. Đi qua quán rồi đi. Chị Mai à. Chị Mai. Gì? Có chuyện gì vui mà chị vừa đi vừa cười vậy? Đâu có gì đâu. Thôi đi, có chuyện gì vui kể cho em nghe, em vui ké với coi. Đúng là chính thời sự à. Anh bà dài á, anh mới gửi quà về cho chị á. Trời ơi, đã rồi nha. Anh đã tuốt ra thành phố mà còn gửi quà về. Mà dạo này á, ở trển ảnh học hành sao rồi? Nghe nói là cũng khá lắm. Ảnh còn nói là ảnh chuẩn bị học nâng cao nữa đó. À, rồi dạo này anh với chị còn hay liên lạc không? Tất nhiên là có rồi. Ngày nào anh cũng gọi về cho chị hết á. Ngày nào tụi chị cũng nói chuyện với nhau hết. Nè, quản lý cho chặt chẽ nha không? Yêu xa nguy hiểm lắm đó. Em nói vậy là sao? Thì yêu mà không được gặp, không được gần thì dễ xảy ra chuyện này chuyện nọ lắm. Thôi em đừng có hù chị à nha. Trời ơi, hù chị làm chi? Thì có sao em nói vậy. Mà người ta thường nói á, xa mặt cách lòng đó chị. Vậy bây giờ chị phải làm sao? Nè, chị làm một chuyến đi lên thành phố đi. Sẵn gặp ảnh, hâm nóng tình cảm, rồi coi anh có xạo chị ghi không. Ờ hết. Vậy mà chị không nghĩ ra ta. Cảm ơn em nghe. Dạ. Bà dạy. Đi. Đi. Chờ xíu. À. Mai gọi, Mai gọi. À, alo anh nghe nè Mai. Ở trên đó làm việc cực quá. Còn mày đặt mua quà cho em chi vậy? Có cực gì đâu, trên này anh sung sướng lắm. Mà anh nè, em đọc tin á, thấy trên báo nói làm cái nghề chạy xe ôm nguy hiểm lắm á, bị cướp hoài luôn á. Em yên tâm đi, em quên là ba giai này có võ làm sao. Hay là anh kiếm nghề khác làm đi nha. Tụi nó có dao đó, anh làm lại tụi nó không? Mình đề phòng thì vẫn chắc ăn hơn mà. Thực ra thì anh nghĩ chạy xe ôm lâu rồi. Thiệt không đó? Thiệt, bây giờ anh làm công ty rồi mà. Anh làm công ty gì vậy? Anh làm kiểm kho cho một công ty. Nếu được vậy thì em yên tâm rồi. Chứ bữa giờ em cứ thấp thỏm hoài à. Em yên tâm đi, anh tự biết lo cho mình được mà. Làm gì làm, cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha anh. Ừ, anh biết rồi. Thôi, sếp anh gọi rồi, có gì rồi nói chuyện sau nha. Ừ, chào em. Tôi không ngờ nghe, cái trình độ nó dốc công càng ngày nó càng tăng cao luôn á. Phải vậy thôi chứ. Nói vậy để cho Mai yên tâm, khỏi phải lo lắng. Nhưng mà người ta nói là đây được gọi là nói dốc có mục đích, đúng không? Thì nhắc chuyện này tôi cũng nhớ tía má tôi. Gì nữa? Mỗi lần mà tía má tôi điện thoại lên á, hỏi tôi con làm sao, có tốt không, tôi mới trả lời là con tốt hết á. Chứ tía má đâu có biết á, là ở trên đây nè tôi cực khổ làm sao đâu. Phải vậy thôi,
chứ mình là bổn phận làm con mà, sao để cho ba mẹ cứ lo lắng cho mình hoài vậy được, đúng không? Ờ à, mà nè. Ừ? Show diễn hôm nay có diễn được nhiều không? Ờ thì cái show này á là của thầy tôi giới thiệu. Ờ. Ê, có thoại luôn á. Ờ, có thoại luôn hả? Ừ. Ngồi nha, ngồi nha. À, mà mấy câu? Mấy câu à? Được 3 câu. 3 câu? Ừ. Cũng được rồi, nói chung là khởi điểm tốt rồi. Ờ. À, nhưng mà nội dung sao, thoại sao? Ờ, à, mấy câu à? Câu đầu tiên á là a. A. À. Ừ. Nói gì nữa? Câu thứ hai là ừ. 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 Câu thứ ba hả? Ok ok. Ba cái câu đó cũng được gọi là thoại luôn hả? Trời ơi, sao không được gọi là thoại? Lên phim á hãy mình mở miệng mình thốt ra thôi. Một chữ cũng là thoại, nửa chữ cũng là thoại. Mà phim gì mà sao thoại kỳ cục vậy? Tại ông phải trong nghề ông biết thôi á. À thôi, tôi nói vậy cho ông dễ hiểu nè ha. À. À cái cảnh này á là tôi đang chạy xe trên đường. Cái xong cái ông dây chính á, ông đụng tôi cái dầm vậy đó. Cái tôi la a. À! Đó là một câu ha. Cái xong cái ông lại ông đỡ tôi lên. Ông nói xin lỗi nha. Cái tôi mới nói ừ. Đó là câu thứ hai ha. Cái xong cái ông quay lại ông hỏi lần nữa. Có chắc là ông có sao không? Cái tôi mới nói nè, ok ok. Đó là ba câu. Ờ. À, nghe ra cũng hợp lý. Ừ. À. Hay à. Thôi chạy lẹ giùm cái đi, nhiều chuyện ghê á. Biết rồi, muốn nhanh thì phải từ từ. Trễ giờ bây giờ. Có khách rồi. Alo, anh nghe nè Mai. Anh Mai nghe ai? Anh đang ở đâu vậy? À, anh ở công ty. Công ty anh ở đâu? Em ghé công ty anh nha. Hả? Nhưng mà em đang ở đâu? Em lên Sài Gòn rồi. Em lên thăm anh á. Cái gì? Em lên Sài Gòn hồi nào? Em mới lên thôi à. Anh vui không? Thấy bất ngờ không? À vui, vui lắm chứ. À, bất ngờ. Em ghé công ty anh cũng được mà. Nha. À, khoan, Mai ơi. À, tại bây giờ anh đang đi làm ở công ty rồi. Thật ra chút nữa anh chạy qua anh chở em nha. Thôi anh đang đi làm mà, mất công anh lắm. Không sao đâu. Ờ, anh xin sếp nghỉ nửa buổi cũng được. Em cứ ở yên đó, chờ anh chạy qua anh chở em. Vậy nha. Vậy em đứng trước cổng bến xe chờ anh nha. Rồi, anh tới liền. Ok. Chết tôi rồi. Tấm Tàng ơi, cứu tao. À, alo, Tấm Tàng. Cứu tao. Trời đất ơi. Cái ông nội ba giai này nè. Tự nhiên cái điện như tức tốc bỏ lớp chạy về đây đi giờ dọn đồ gì nè. Trời ơi, khi mệt quá mà không ra phụ gì hết, đi đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, đâu rồi? Alo, nghe nè, xong rồi nè, đang khiên đồ sắp về tới nhà rồi. Rồi. Nó nổ á, nó sướng cái miệng của nó vô. Giờ báo hại khổ thân mình á, cực khổ vậy nè. Em chờ anh có lâu không? Dạ không, em biết anh đang đi làm mà. Lên xe anh chở về. Ủa, sao anh có mà nón bảo hiểm sẵn vậy? À, này anh mượn của mấy người đồng nghiệp mà. Đi anh. Rồi, lên xe. Ngồi chắc nha. Đường xá Sài Gòn đông lắm á. Ủa? Ngồi đi. Mai mới lên hả? Ừ, Mai mới lên. Mà Mai lên đây có công chuyện hay là đi chơi? Ừ, thì lên thăm mọi người nè. Em muốn nước nè. Thăm ai vậy ta? Thăm ai hỏi là chi?
nhiều chuyện. Không cho hỏi thì thôi. À mà Mai nè, mấy bữa rày á, Mai qua nhà tôi á, thấy tía má tôi khỏe không? Trời ơi, khỏe ghê à. Mà tới đột ngột như vậy có làm phiền hai người không? À, không, đâu phiền gì đâu, bình thường à. Ừ, đúng rồi đó, có phiền gì đâu. Mai cứ lên đây ở đây chơi á, nhiêu cũng được hết trơn á. Trời ơi, nhà nghèo rộng thênh thang luôn. Không ở đâu ở? Ừ. Nhà này đẹp quá à. Chắc là mắc tiền lắm á. Bao nhiêu một tháng vậy? À, 5 triệu á. À không, ý là hồi trước á, là mướn 5 triệu. Mình ở một thời gian là người ta nâng giá thành 6 triệu. Ừ, đúng rồi đó. Tới mấy triệu một tháng lần. Cao quá. Ừ, có sao đâu. Anh với Tám Tàng ở rồi hai anh em sang sẻ tiền đó ra, thành ra cũng đỡ. Ừ, đúng rồi đó. Sẵn anh em ở chung với nhau rồi nè, có gì giúp đỡ qua lại cũng tiện. À, phải rồi. Gì cũng được. Lỡ mà có người nào bệnh thì người kia còn chăm sóc được. Đúng rồi. Nhà vệ sinh ở đâu vậy? À, ở hướng này, này nè. Hướng này nè. À, không, à, hồi trước nó là bên này, mà giờ đỡ bên này rồi. À, đúng rồi. Bên này phải không? À, đúng rồi. Mày đi toilet một chút nha. À. Có chắc nhà vệ sinh trong đó không vậy? Ở đó chứ đâu. Dọn đồ đạc xong hết chưa? Xong hết rồi. Trời ơi, xách đồ nãy con mình khệ nệ, gã cặp giò luôn. Anh em à, giúp đỡ chút xíu ha. Giúp đỡ cái gì? Nổ vừa phải thôi. Mà nè, rồi rốt cuộc phòng Mai ở đâu? Ở trên lầu á. Nhóc chở nó. Mai nè, Mai bây giờ anh dẫn em lên phòng rồi mình nghỉ ngơi ha. Đi, theo anh. Đi đi. Để anh xách cho, đi lên đi. Bên đây hả? À, đi thẳng đó. Cứ tự nhiên vậy mày. Ừ. Có đúng phòng trên đó không vậy? Đúng rồi, ở hoài. Phòng nào là phòng anh vậy? À, phòng này nè. Nè. Ừ. Ở đây là nhà vệ sinh mà. Lộn, tại người ta mới sửa, anh bị nhầm. Phòng này mới đúng nè. Phòng này? Ừ. Thiệt hả? Thiệt. Em vô nha. Ê, khoan khoan khoan, để anh mở cho. Phòng của anh bề bộn dữ vậy? Ờ, tại phòng con trai mà. Thôi để chút anh dọn cho. Thôi được rồi, để em dọn cho. Thôi mà, để em dọn cho. Thôi, anh đi ra ngoài đi, để em dọn cho. À mà nè, em cứ ở phòng của anh đi, còn anh thì qua chỗ Tấm Tàng ở cũng được. Chưa? Làm gì quăng đồ tùm lum trong phòng vậy? Trời đất ơi, mắc cười quá. Tôi sáng thì tôi lo chạy tôi dọn gì đây mệt muốn xỉu luôn rồi. Còn kêu sao mà lung tung. Mệt quá. Nè, chút nữa đưa thêm chìa khóa cho tôi nha, chứ không có là Mai nghi ngờ đó. Biết rồi. Nói nghe nè. Gì? Có chỗ mướn sao mà mướn cái chỗ trà bá lửa rồi, tiền đâu trả cha. Cũng thấy ông vậy. Tự nhiên cái kêu tôi gấp rút để chữa cháy cho ông. Tôi biết tiệm đâu ra. Cũng hên đó nha. Mướn cái chỗ này người ta quay phim nè. Mướn vài bữa được đó. Mệt thiệt chứ.
đây. Wow. Hôm nay em nấu bánh canh, anh ăn đi rồi đi làm nha. Cảm ơn Mai. Tô này lớn nè, anh ăn tô lớn đi. Trời ơi, cân dữ nha. Lâu rồi mới được có người khác nấu cho ăn, thánh thiệt. Cảm ơn. Cô Mai. Ủa, vậy tính ra là buổi sáng em dậy sớm, em đi chợ rồi để nấu đồ ăn vậy hả? Em đi hỏi mấy người xung quanh đây coi chợ ở đâu, người ta chỉ cho em á. Nè, sao không nói anh dậy sớm rồi anh chở đi cho? Còn sớm quá, phải để cho anh ngủ, để anh có sức đi làm chứ. Em đi một mình được rồi. Nè, anh ăn thêm miếng thịt này nữa nha. Thôi em ăn đi. Công nhận luôn nha, Mai khéo tài ghê á, nấu ăn quá trời ngon luôn. Không thua gì má tôi á. Thiệt hả? Ê, chắc phải giữ Mai lại chơi lâu lâu quá. Gì nữa đây? Tính âm mưu gì đây? Âm mưu gì? Thì Mai á lại đây rồi nấu ăn cho anh em mình ăn. Em thấy không? Âm mưu với tốt lành gì đâu. Hôm nay mình phải nấu món ngon tẩm bổ cho anh bà dai mới được. Không ngờ siêu thị xa vậy luôn á. Nặng quá. Chắc phải kiếm xe ôm chở về thôi. Quanh 35 ngàn. Cảm ơn anh. Tới được đây bao nhiêu vậy? 500 hả? 300. Chục. 30 hả? 30. Vậy đi. Chạy xe ôm chắc cực lắm anh ha. Hồi đó bạn trai tôi cũng chạy xe ôm á, mà giờ anh làm công ty rồi. Anh là người Sài Gòn hay là quê ở đâu? Cà Mau. Ý, tôi cũng là người Cà Mau nè. Tôi ở Xẻo Lá, anh ở chỗ nào? Cái Nước. Vậy là đồng hương rồi. Chào hẳn luôn. Chào hẳn. Công nhận anh hay thiệt hen. Chạy một phát tới hẻm nhà luôn. Gửi anh tiền nè. Sao anh lại giấu em? Tại anh sợ em lo lắng về chuyện anh vẫn còn chạy xe ôm, cho nên anh nói dối vậy chắc là em giận anh lắm đúng không? Giận chứ. Anh làm vậy chẳng khác nào á
anh coi em chỉ là một người chỉ biết hưởng thụ. Còn lúc khó khăn cực khổ á, thì một mình anh gánh chịu. Anh không có ý đó đâu. Thật ra lúc mà mới tới, em thấy cái nhà bự chà bá, rồi thái độ của anh với Tấm Tàn nữa, rồi thêm hôm nay á, anh giả làm người khác để gạt em nữa. Nhìn cái tướng là em biết anh rồi, giấu sao được. Mà thôi, sau này có chuyện gì cũng đừng có giấu em nữa nha. Hết rồi, bao nhiêu chuyện bí mật á, em biết hết rồi còn gì. Em muốn từ đây về sau, dù có xảy ra chuyện gì, em cũng được cùng san sẻ với anh. Anh hiểu rồi. Em uống nước đi. À mà nè, em mua gì mà nhiều dữ vậy? Hôm nay em sẽ đãi anh với Tám Tàng một bữa ăn thịt soạn. Món gì vậy? Bí mật. Trời ơi, lâu rồi mới thấy ăn một bữa ăn hoành tráng gì luôn á nha. Thơm phức. Tém tém lại giùm cái đi. Tôi nói thiệt chứ bộ. Trời ơi, thấy không? Hồi đó dưới quê á, còn có má tôi nấu cho tôi ăn. Từ khi lên Sài Gòn tới giờ, tôi với ổng hả, còn đi ăn cơm bụi không à. Nè, khai thiếu sự thật rồi nha. Thiếu gì nữa? Ăn mì gói nữa chị. À, đúng rồi. Cái nước lẩu mà nấu á, nó chua cay vừa phải. Mà cái gì nó đậm đà kinh khủng luôn á. Nếu mà xét về mà xếp hạng ha, thì má tôi đứng nhất, mai đứng thứ nhì. Thiệt không đó? Hay là nói cho tôi vui á? Nói thiệt mà. Không tin hỏi bà dài đi. Phải không bà dài? Giỡn cho thôi, ngon, ngon. Dám chê. Ủa mà nè, phòng khách rồi phòng bếp là làm ai dọn hết luôn hả? Em rảnh thì làm thôi. Hèn chi nha mà. Nãy bước xuống á, thấy lạ lạ, gọn gàng sạch sẽ dễ sợ luôn á. Nói nghe nè, mấy công việc này á là để anh với Tám Tàng làm cho. Em lên trên này là để thăm anh, chứ không phải làm ô xin, đúng không? Đâu có sao đâu, ở dưới quê em cũng làm quen rồi, ngày nào em cũng làm hết á. Với lại anh với Tám Tàng á phải đi làm mà, mấy cái chuyện này sao mà làm được. Tôi á còn chưa xử ông cái tội là hôm bữa đi gom đồ, gom thiếu cục sạc pin tôi, làm chút nữa mất công phải đi qua bển lấy cục sạc á. Bữa mày lo dọn đồ lu bu, có mình tôi xách kệ nại vậy đó, sao tôi nhớ được. Thiện chút đi mua đồ đi, sẵn ghé bển lấy luôn. Sao hai người không dọn đồ qua bển ở? Mày biết thì sao không? Tại vì á, lỡ mướn ở đây 3 ngày rồi thì phải ở cho hết 3 ngày, chứ bỏ uổng lắm. Với lại á, em ở đây cũng dễ chịu, thoải mái hơn. Về bển chưa chật chội, đúng không? Đúng rồi đó. Bó tay hai người luôn á. Mà nè, chút nữa ăn xong á, mày cứ để chén bát ra cho Tám Tàng dọn cho ha. Em cứ đi nghỉ đi. Sao không dọn cho tôi dọn trời? Ông dọn đi chứ không đẩy với tôi. Ê, bữa nay theo lịch đó là tới ông đó nha, tới ông làm đó. Ủa là tôi hả? Thấy nể mặt bữa đi, tới lượt ông đi được không? Bữa thôi nha, ngày mai tới ông đó nha. Thì thôi. Bắt đồ nè. Ủa Long xì ke? Dạ. Rồi cảm ơn con nha. Dạ. Trời ơi, con mà không lụm á là về không biết lấy gì mừng đó. Có gì đâu bác. Ừ mà Long xì ke, sao nay không mừng trong nhà máy mà ở đây? Dạ cũng chưa có vô mùa gặt á, nên con cũng thư thả. À. Quá. Ủa nay bác đi đâu mà mua đồ nhiều quá vậy? Bữa nay con trai bác nó về. Ủa đang về hả bác? Ừ, thành ra mua nhiều nhiều làm cho nó ăn. Dạ. Ở về đi. Con chào bác. Ai à. Ê, đây để con sắp phụ cho. Trời đất ơi, mày đang mừng mà. Con cũng làm sắp xong rồi,
con sách về cho bác cũng gần đây mà, rồi xong quay lại con làm tiếp cũng được mà. Được không đó? Được mà, chứ nặng gì bác sách ảnh hưởng tới xương sống á. Nha, đi về. Đi mình đi. Má, má ơi. Má ơi. Má. Ủa? Má đi đâu ta? Má, con bận gì đây? Dạ, con đứng đợi má. Chứ vậy? Dạ, chiều nay con đi làm á, má cho con xin thêm ít tiền nha. Ủa, má nhớ kỳ rồi con về con cũng xin tiền làm vốn rồi mà. Dạ, tại cái kỳ trước á, con lỡ đầu tư sai thời điểm, thua lỗ sạch luôn. Bây giờ á, má cho con xin thêm ít vốn đi, con làm lại, ha. Kỳ này con cần nhiêu? Dạ, khoảng 20 triệu rồi má. Hả? Cái gì dữ vậy? Trời má ơi, vốn làm ăn mà có 20 triệu à. Giờ má nghĩ coi, má đầu tư càng nhiều á, là má lời càng nhiều. Nếu mà bây giờ mà má đầu tư ít á, là cơ sở làm ăn của má nhỏ, không bị mấy thằng cơ sở khác nó đè bẹp. Ha, nghe má. Con có chí làm ăn á, là tốt lắm rồi. Nhưng mà kỳ này con phải cẩn thận nha. Cái nào đáng mừng á, thì mừng. Còn cái nào không á, thì thôi. Đừng có nghe theo lời bạn bè mà mần sằng mần bậy đó. Dạ, trời, con lớn mà con biết rồi. Thôi, giờ về nhà đi, để má tính. Dạ. Thôi, để đăng sách cho. Má đi trước đi. Dạ. Sao vậy ta? Đang chạy mà tự nhiên tắt máy vậy? Xe ôm. Ủa, ông kêu tôi hả? Ừ. Tôi đâu phải xe ôm đâu. Ủa, không phải xe ôm hả? Không. Vậy thôi tôi xin lỗi nha. Không có gì đâu. Mà ông biết ở đây á, ai chạy xe ôm không? Chỉ giùm tôi đi. À có. Có một tèo xem dưới để tôi gọi coi. Giờ biết nó rảnh không nữa. Ủa mà ông đi đâu vậy? À, tôi đi ra bến xe. Rồi. Tèo á Tèo. Ừ, có cuốc xe ôm ra bến xe nè, mày đi không? À. Nó bận rồi. Xe nó bị hư, nó đang sửa. Nó kêu đợi được 2 tiếng ông nó ra nó rước ông. 2 tiếng nữa hả? Ừ. 2 tiếng nữa thì không được. Bây giờ tôi đang có công chuyện gấp. Giờ sao ta? Thì tôi cũng biết nữa. À, không ấy á, bây giờ ông chở tôi ra bến xe đi. Ha, rồi có gì tôi gửi tiền xăng lại cho ông. Ờ cũng được. Nhưng mà xe tôi đang không nổ nè. Tôi coi hên xui nha. À được rồi nè. Ừ, vậy đi. Bến xe không? Ừ. Ủa bắt được, đang làm gì vậy bắt được? Ừ, Long á hả? Dạ. Bác đang trẻ mới củi. Hồi sáng sớm làm vận động như là thể dục vậy đó mà. Trời ơi. Bắt được. Sao mấy cái việc nặng nhọc này không nhờ ta làm rồi mình trả công người ta nó có đáng bao nhiêu đâu. Đã lớn tuổi rồi mà cứ làm hoài vậy đó, rồi tối về nhức lưng rồi xong bệnh cho coi. Trời ơi, cái sóc nhỏ ở sớm này nó đi mần hết rồi. Còn bà lặt vặt này mà kêu người á khó lắm. Ờ ha. Ôi thôi, bác né qua bên đi, để con làm cho. Mấy cái việc này con làm lẹ lắm. Bác cứ ngồi nghỉ đi. Thôi bà làm ha. Dạ. Bác đi vô trong này bác coi ba cái bông cái hoa coi. Ông đứng đây chờ tôi chút nha. Má,
Con mới về. Ủa, con mận gì suốt đêm qua giờ con mới về? Dạ, tại hôm qua con bàn chuyện làm ăn với đối tác á, rồi con xỉn quá, con ngủ nhà của nó nhờ. Nhanh lên mày. Con lại giao vô với thằng Đực hả? Má không có ưng rồi đó. Con biết ở xóm Xẻo Lá này á, thằng Đực nổi tiếng là thằng gian xảo, làm ăn không có đàng hoàng. Má ơi, ổng là cái người mà giới thiệu con làm ăn đó. Còn cái chuyện mà người ta nói gì với ổng á, con không quan tâm. À, má, chiều nay á, má cho con xin thêm ít tiền nha. Nữa hả? Trời má ơi, người ta làm ăn á là người ta đầu tư bạc tỷ luôn á. Còn con mới có nhiêu đây à, đâu nhầm nhò gì đâu. Mà bao nhiêu? Dạ... Ừ, 1 triệu thì má xây được. Tại bữa con về con lấy hết 20 triệu của má rồi. Bây giờ má đâu còn tiền đâu. Cái gì mà 1 triệu má? 1 chục củ. 1 chục củ là cái gì? Dạ là 10 triệu đó má. Hả? Trời có gì đâu má hết hồn. Con nói cho má nghe á, bây giờ má cứ xây cho con đi. Con đảm bảo lần này á 100% là thắng. Tại á, người ta tin tưởng con, người ta giao cho con một cái đơn hàng lớn. Mà nếu con không xây tiền á là người ta không có giao. Với lại con á là con hùng với bạn con mà, chứ con đâu làm một mình đâu. Ha, má yên tâm nha. Thì giờ con nói làm sao á thì má nghe làm vậy. Dạ. Nhưng mà má dặn con điều này. Sao má? Là hùng hạp làm ăn với người ta á, là con phải theo dõi người ta coi đàng hoàng hay không, người ta làm ăn ở chỗ đó được hay không. Dạ con biết rồi mà. Ha, má yên tâm đi. Thôi má đi lấy đây. Dạ. Trời xây đâu ra trời. Nhanh nhanh mày ơi. Nói giống như đúng rồi vậy đó. Không được. Ủa mày bị lông ben là lát mà ngứa gãi dữ vậy? Không bác hai, con đâu có ngứa người đâu. Ngứa sao gãi? Con chỉ ngứa mắt thôi bác hai. Ngứa mắt sao gãi tai? Tại con giả bộ con làm vậy á, cho bác hai để ý đến con, rồi xong con có chuyện kể cho bác hai nghe. Ủa Xẻo Lá mình có chuyện gì hả? Cái này là do bác hai tự hỏi con nghe, chứ không phải là con tự kể cho bác hai nè. Có công là làng xóm ta nhìn vô, ta tưởng con nhiều chuyện á. Chuyện gì nói nghe coi. Chuyện là vậy nè bác hai. Tức thiệt chứ. Mày nghĩ sao á, bắt kèo nào cũng thua chứ. Bắt kèo dưới cũng thua, kèo trên cũng thua. Thôi mày yên tâm đi, để tao về tao tìm cách rồi kiếm tiền gỡ lại. Đó, mới hôm qua nó về nó xin tiền, nó nói nó đi mần ăn xa này nọ. Bác hai cũng biết rồi, bác được làm ăn cực khổ. Bây giờ nghe nó nói vậy xót, phải chạy đi gom tiền này nọ cho nó. Ai ngờ nó hốt hết tiền nó đi cá độ. Bác coi có được không? Là được này, bà vô phước thiệt chứ. Con khóa của kiểu đó làm ăn sao nông nổi. Con thấy mà con tức á. Lúc đó con định chạy lại con nói với bác được luôn á. Cái đà này viết á, nó ôm tiền hết đi rồi mới mốt bắt được không còn gì hết, bắt được phải ra đường ở á. Giờ sao đây bác? Bây giờ mày muốn nói cho nó nghe đó là mày phải có chứng cứ đàng hoàng. Chứ mày nói lơ mơ hả? Sao? Mày chối. Chứng cứ hả? Ê Đen, mấy kia nó trả bắt xác con này 100 ngàn đó. Mày bán không? Không bán phước mắt tôi đi. Càng nghĩ là càng tức. Lúc mà sổ giò thì đá dữ lắm, khi mà vô trận á thì đá dẹt à. Thôi bỏ đi mày. Chiều nay thế nào tụi nó cũng gầy trận khác. Mày chơi không? Còn chơi là còn gỡ. Bây giờ tiền đâu nữa mà chơi. Ông nghĩ đi, tháng này tôi đúng xui luôn á. Đá banh á cũng thua, mà giờ đá gà cũng thua. Kể cả đánh số đề á, đánh con 15 sổ 51, ông nghĩ con tức điên không? Còn mấy xui quá. Mày về mày kiếm lá bưởi mày tắm đi, xả xui rồi chơi tiếp. Đen! Dạ, má. Con mới nói cái gì đó? Dạ con đâu có gì đâu má. Con nói với má là con xin tiền con đi làm ăn. Mà bây giờ con đem đi cá độ là sao? Dạ không có má, con xin tiền má đi làm ăn thiệt mà. Con đâu có cá độ gì đâu. Nếu mà má không tin á, má hỏi anh Đực đi. Ủa? Thằng Đực đâu? Con dám lừa dối má nữa hả? Dạ. Trời ơi tức quá thằng này quá. Má, má, má. Bác Được ơi, con có mang mớ thuốc dời qua đây cho bác uống cho đỡ ho nè. Bác thấy trong người sao rồi? Cũng còn. Cảm ơn con. Làm phiền con quá.
Trời ơi, chờ sớm với nhau không à, có gì đâu mà phiền bác. Để bác cũng coi con giống như con cháu trong nhà đi. Ủa, mà sáng giờ bác ăn gì chưa? Bác có nấu nồi cháo ở sau bếp á. Rồi, bác ngồi đây bác nghỉ đi, để con chạy xuống con múc cháo cho bác nha. Ôi, nó là người dân mà lại còn tốt hơn con mình. Đen nói có một câu à, nó giận nó không nói chuyện với mình. Bệnh hoạn nó cũng không thèm hỏi han thuốc thang gì hết. Đây, cháu tới đây. Nè, bác ăn đi bác. Bác từ từ ăn thôi, có chừng nóng nha. Bác ăn đi. Ủa, anh Đen. Đen, con định đi đâu nữa vậy? Đi công chuyện. Má nói rồi đó, con không được giao du với thằng Đực. Nó không phải là người tốt. Vậy theo má, ai mới là người tốt? Má đừng có để vẻ bên ngoài của người ta dụ dỗ. Chắc gì á, người ta không có ý đồ với má. Ủa, anh nói vậy là ý gì hả anh Đen? Tao nói cái gì á thì tự hiểu. Bày đặt ra vẻ ăn cần, chắc cũng có ý đồ vậy đây nè, đúng không? Anh đừng có quá đáng nha. Tao quá đáng đó rồi sao? Im đi. Thằng Long, nó là người dân nước lã. Mà mấy ngày nay, một tay thằng Long nó chăm sóc cho má. Còn con là con ruột của má, mà má không thấy con hỏi thăm má một tiếng, không thấy thuốc thang gì hết. Má nói làm sao? Nếu bây giờ má quý nó quá, má dặn nó làm con đi, má từ tôi luôn đi. Má hết nói nổi con rồi. Được, được, từ nay má sẽ nhận thằng Long làm con nuôi. Sau này má có mất đi thì toàn bộ gia sản này má sẽ để hết lại cho thằng Long. Má, má, má đừng có quá đáng vậy nha. Bây giờ má từ con đúng không? Được. Con bỏ cái nhà này đi cho má vừa lòng. Anh Đen. 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 Anh Đen. Đen. Con ơi, làm con. Alo. Alo, được hả? Mày là thằng nào? Tôi Đen nè. Mày gọi số lạ, sao tao biết? Trời ơi. Ờ, ông sao mà tôi gọi số kia cho ông có được đâu. Bộ ông chặn số tôi hay vậy? Hên á là... Tôi có cái sim phụ, tôi gọi cho ông. Mà mày gọi tao có chuyện gì á? Nói lẹ đi. Thì mấy bữa nay á, cái tụi tài điên á, nó dí tôi quá trời à. Bây giờ ông có tiền không? Ông cho tôi mượn đi. Tôi lên Sài Gòn á, tôi trốn một thời gian. Sao mày như vậy, mày mượn má mày á? Bả thiếu gì tiền? Tao tiền đâu mượn. Tôi mới cự lộn với bả, bây giờ tôi bỏ nhà ra đi rồi. Mày ngu quá. Mày mượn bả không cho thì mày ăn cắp. Không lẽ má mày đi báo công an bắt mày? Ông nghĩ sao vậy? Tôi đã bỏ ra khỏi nhà rồi, không lẽ giờ giác cái mặt về nữa. Bây giờ ông cho tôi mượn đỡ đi. Tao nói là tao không có tiền. Mượn cái gì mà mượn? À, ông Đực, không mấy giờ vậy. Tối nay á, tôi qua nhà ông ngủ nhờ nha. Rồi có gì á, anh em mình tính tiếp. Trời trời trời, mày bất giận đi. Mày mới nói với tao á, là tụi thằng tài điên nó kiếm mày. Bây giờ mày đòi qua nhà tao mày ngủ, cho nó phá nhà tao hả? Thôi đi nghe, đừng làm phiền tao nữa. Đực, ông Đực. Khốn nạn. Lúc tôi có tiền á, theo nịnh hót. Bây giờ lại trở mặt. Dạ, em nghe anh Tài. Ê, thiếu nợ tao rồi trốn luôn hả mày? Dạ, không có anh Tài. Tại mấy bữa nay em bỏ nhà em đi, bởi vì không có tiền trả cho anh Tài. Tao không cần biết. Giờ mày nói đi, chừng nào có tiền trả cho tao. Dạ, tại anh Tài ơi, không ấy giờ anh ráng em thêm vài ngày nữa được không anh Tài? Tao kỳ hạn cho mày trong ngày mai. Mày mà không trả cho tao á, đừng có trách nha. Dạ, 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 em biết rồi anh Tài. Thank you.
giờ làm sao đây ta? Cái gì mà mấy chó sủa dữ vậy ta? Định lén lấy tiền của bà mà bà biết á, rồi bà đuổi đánh con. Bởi vì con chạy con mệt quá, lúc đó chú Hai thấy con á. Mày làm gì không được nha đem. Cái gì cái? Bà cũng là má của mày, sanh mày ra, nuôi cho mày tới lớn. Mày không đền đáp lại thì thôi. Đằng này mày đi ăn cắp tiền của má mày, mày làm gì mày coi được không? Mà chú Hai nghĩ coi, má con á có thương con đâu. Trời Phật ơi, mày nói gì mày nghe được hả? Trên đời này không có cha mẹ nào mà không thương con á. Không thương con mà nuôi mày tới lớn vậy đó hả? Sanh mày ra bé lớn nè. Nuôi mày tới hình hai mày cỡ này nè. Mà mày nói không thương mày. Không thương mày sao nuôi mày được? Nếu mà má con thương con á, hôm bữa mà con xin tiền trả nợ là má con cho con rồi. Mày nghĩ sao mày nói ra câu đó? Má mày làm lụng từ hồi nào tới bây giờ cực khổ biết bao nhiêu, được bao nhiêu tiền. Nội nuôi mày được cỡ này đó là mai phước lắm rồi. Mày không làm có tiền để mày về mày cho má mày. Mày còn đi cờ bạc, đi cá độ đá banh, số đầu số đuôi. Đó, rồi thiếu nợ người ta. Về xin tiền mẹ già để trả nợ người ta. Ủa mày làm gì mày coi được hả? Mày thiếu nợ người ta thì mày tự trả đi. Sức chơi sức chịu, liệu sức mà chơi. Má mày làm gì ra tiền? Mà chú Hai thấy đó, con từ nhỏ tới giờ con có làm cái gì đụng tới chân tay đâu. Con đâu biết làm gì đâu. Thì không biết thì bây giờ tập làm cho nó biết. Ăn cơm á, ta còn tập mà. Từ nhỏ sanh mày ra mày có biết ăn không? Cũng phải tập chứ. Tập ăn thì bây giờ phải tập làm. Làm để mình trả hiếu lại cho cha mẹ mình sanh mình ra nè. Nuôi mình lớn lên nè. Đó má mày sanh mày ra có tay có chân để làm gì? Để trang trí chơi hay làm gì? Sống phải biết suy nghĩ con. Thấy không? Phải suy nghĩ cho nó kỹ lại đi. Cha mẹ mình sanh mình ra, nuôi mình lớn lên thì mình phải báo hiếu lại sao, coi cho nó được. Bây giờ mà mày không trả hiếu má mày đó, sau này đó mày sẽ hối hận. Mà hối hận không kịp, bởi vì má mày già rồi, đâu có sống bao lâu nữa. Mình lớn rồi, làm để trả ơn cha mẹ chứ, phải có hiếu chứ. Chú Hai, vậy bây giờ con phải làm sao chú Hai? Bây giờ đi về rồi xin lỗi má mày, rồi ở nhà của má mày sai biểu chuyện gì làm phụ giúp má mình. Đừng có đi chơi nữa, đừng có cờ bạc nữa. Hai mẹ con hữu hỷ cùng nhau mà làm. Bà thương mày á, mày có hiếu với bà, bà sống lâu thêm chút nữa. Còn mày bất hiếu gì nè, bà chết sớm. Dạ vậy con biết rồi, con cảm ơn chú Hai. Hứa nha. Dạ. Hứa với chú Hai là phải làm y vậy nha. Chứ mày còn cái kiểu này, tao nói mày ở giá suốt đời luôn. Mà nếu bây giờ cái xóm này nè, con gái đó, nó thấy mày đối xử với má mày vậy đó, có con nào dám ơn mày không? Có con nào dám chịu mày không? Nó nhìn thấy cờ bạc, rượu chè, lại còn bất hiếu với mẹ mình nữa. Tao nói cả con trai thôi, nó nhìn thấy mày bất hiếu, nó cũng dám chết thân mày nữa. Má mày mày không thương, rồi mày thương ai? Thấy không? Cái tội lớn nhất trên đời này của con người đó là cái tội bất hiếu. Má. Đen, con về rồi đó hả Đen? Mấy ngày nay con đi đâu? Má,
má tha thứ lỗi cho con nha. Con hứa với má là con sẽ tu chí làm ăn, con không có chơi bời lêu lỏng nữa đâu. Má chỉ có mình con à. Bây giờ má còn lo cho con được. Mai mốt má mất đi rồi đó, con mà tánh nào tật nấy á, là con mang cái khổ vô người đó. Dạ con biết rồi. Từ lúc mà con bỏ nhà đi á, con mới thấm thía những cái lời má dạy con á, là đúng. Con không nên giao du với người xấu. Để bây giờ con nhận được một bài học thích đáng rồi má. Con hiểu ra vậy là tốt rồi. Mai mốt á, con khỏi đi làm ở đâu hết trơn á, cứ ở nhà phụ má là được rồi. Dạ. Bác Được ơi, bác Được ơi, bác Được, bác Được có nhà bác Được. Ờ, hình như ông gọi má đó. Bác này con, gì đây? Dạ, hôm nay con đem đồ nghề qua sửa cho bác mấy cái ghế nè. À. Ủa? Đen nó về rồi đó con. Dạ. Anh Long, anh cho tôi xin lỗi chuyện hôm bữa nha, tôi hơi nặng lời với anh. Có gì đâu, tôi cũng quên rồi, không sao đâu. Đen nó hứa với bác á, là nó sẽ làm lại đó con. Vậy thì hay quá, cố gắng lên. Thôi, con vô sửa ghế bác. Mà khoan. Dạ. Bữa má có nói chuyện mà nhận Long làm con nuôi á, con nghĩ làm sao? Dạ, tùy ý má thôi, con sao cũng được mà. Còn Long sao con? Dạ, nếu được vậy thì con vui lắm. Tại vì lâu rồi con cũng thiếu thốn tình cảm gia đình. Con cảm ơn bác. Kêu má. Dạ, con cảm ơn má. Tèo sinh ra mang được hai tiếng con nhà nghèo. Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên tèo nghèo. Dạ nghe chú hai ơi. Mày có bận gì không tèo? Dạ không, con đang rảnh á. Không gì, qua chở tao đi công chuyện chú coi. Dạ. Ủa chú hai đi đâu ạ? Đi lên thị xã coi ba cái phân bón hữu cơ mới coi sao mua về bón ba cái lúa nè. Dạ. Dạ dạ, vậy để con qua liền nghe chú hai. Dạ. Một tài xế xe ôm bị dí dao cướp xe. Khoan, chú hai. Thôi, tự nhiên nay con không chở được rồi. Không nghe chú hai kiếm người khác chở không con nha. Trời đất ơi, cái xứ này tao có biết ai đâu kêu ngoài mày ra. Rồi mày sao không chạy? Tao kêu mày chạy, trả tiền mày chứ chạy không công đâu mày chê mày. Không phải con chê, tại vì nãy con rảnh, cái tự nhiên giờ con hết rảnh rồi chú hai. Chú hai kiếm người khác chở giùm con nha. Mày qua đây uống cà phê đi, tao trả tiền cho. Chú hai thông cảm con nghe chú hai. Tèo. Nói tắt máy là tắt liền à. Anh hai, anh gọi cho ai mà không vui vậy anh hai? Thằng quỷ thằng Tèo chứ ai vô đây. Sao vậy anh? Kêu chở đi công chuyện. Nó rảnh. Bây giờ nó không rảnh. Nó kêu kiếm người khác. Tôi hỏi coi xứ này tôi kiếm ai ngoài thằng Tèo ra. Anh hai biết không, nó bận hay không bận gì nó cũng không chạy hết á. Ủa nó bỏ nghề xem đâu mà hả? Hình như vậy á. Bỏ nghề xem đâu mà nó làm nghề gì? Em không biết á, cả tuần nay nó như vậy á. Ai kêu nó không chạy, dù cho nó ở nhà nó cũng không chạy, không biết sao nữa. Nó có bệnh gì không? Bệnh đâu bệnh. Nó mới qua hôm kia nó ghé đây rồi nó rảnh khỏe re, có gì đâu là bệnh. Kỳ ta. Em tính đợi anh qua đây uống cà phê em hỏi. Ai dè anh cũng không biết gì hết trơn. Mấy bữa nay tôi có gặp mặt gặp mày gì nó đâu. Hay nó bị thất tình? Thất tình vậy thằng đó. Nó bị bồ đá cũng nhiều lần rồi. Nhưng mà vài ba bữa là thôi à, trở lại bình thường không có gì hết á. Kỳ này nó làm sao á. Kỳ ta. Cái bản sửa xe cũng sai chính tả nữa. Rồi Tèo,
Ôi mày mới không biết gì mày ơi, tao cố tình viết vậy á cho ai đi ngang thấy cái sai chính tả là tao nhớ tới tiệm sửa xe Tèo liền. Rảnh không? Rảnh. Ngồi chơi. Ê ê, chở tao qua xóm địa coi tôm cái coi. Xe ở đâu mày không đi đừng không kêu tao chở. Trời ơi, hôm bữa té xe banh chành hết, giờ tao gửi đi bảo dưỡng rồi. Lâu lâu tạo công ăn việc làm cho bạn bè kiếm thêm thu nhập. Chở đi. Kiếm thu nhập hả? Ờ đi. Cảm ơn nha. Thôi không đi rồi. Nay không nhận khách nữa. Mà nè, giận tao hả? Bạn bè có gì giận thì nói đi. Tao bị té xe mặt mày cỡ này còn không thương. Giận tao nói đi, giận gì vậy? Ai giận mày mày ơi? Vậy sao không chở? Tao không muốn chở. Giờ chạy xe tao không? Không chạy tự đi bộ đi. Thôi thôi thôi, đi bộ chắc ăn. Không chạy thiệt luôn hả? Thôi chạy mất công nữa. Chạy thôi. Thêm hai xe ôm trình báo bị khách dẫn vô đường vắng rồi khống chế lấy xe và tài sản. Ông Tư. Gì vậy? Ông gọi điện cho ông Tèo á, nó qua nó chở tôi đi chợ coi. Trời đất ơi, có điện thoại trống sao ông gọi kêu tôi vậy? Thì ông thường gọi nó, ông gọi giùm luôn đi. Bà ổng thấy tôi đang bận hả? Giờ có gọi giùm ông mày nói. Gọi thì gọi. Alo. Ờ, chú Tư nè. Mày qua mày chở thím Tư mày đi chợ cái coi. Ủa sao hả? Thôi biết rồi. Thôi ha, cấp máy à. Ừ. Sao? Nó qua liền không ông? Liền cái gì? Nó không có qua được. Nó mệt, nó bệnh gì rồi. Bệnh? Hôm trước á, tôi cũng kêu nó chở tôi đi đám giỗ. Nó cũng nói chở không được. Ủa sao kỳ vậy ta? Thì nhiều khi nó bệnh, nó bận thì nó nói vậy chứ gì đâu. Thôi được rồi, để tôi chở bà đi. Ủa? Hồi nãy nó đang bận mà. Thì tôi nói tôi bận, mà giờ không có người chở thì tôi chở bà đi. Về được không? Đợi vô thay đồ. Thôi thôi thôi, khỏi đi. Đợi ông vô ông sàng sàng cái tới trưa trời trưa trật rồi. Thôi để tôi đi bộ cho nó nhanh. Thôi, nhà tôi đi chợ ạ. Trời đất ơi, có đã không? Nó nói không có người chở thì tôi chở cũng không chịu. Giờ cái... chở cho bà đi bộ đi. Thương nhớ đông đầy trong lòng buồn hoa, buổi chiều còn gặp nhau đây. Lấy con ly phê đá như cũ nha cô Hồng. Trời ơi, mày làm gì mà đi vô im re rồi không tiếng động như ma vậy? Mọi khi á, ta thấy không thấy mày đã thấy tiếng đằng kia rồi. Nay mày làm gì vậy? Ngạc nhiên chưa? Con đang tập đi nhẹ, nói khẽ, cười mỉm chi. Phải mày không vậy Tèo? Mày sao giờ này ngồi đây không chạy xe ôm vậy? Không, không chạy xe ôm, con nghĩ chạy xe ôm rồi. Sao kỳ vậy? Không chạy lấy gì ăn? Từ từ tính cô ơi. Cái gì mà từ tính tình tứ gì chứ? Mày thiếu tao tiền cà phê biết bao nhiêu ly rồi. Để coi đâu tao nhớ rõ lắm. 4 ly cà phê đá, 2 ly nước cam, 1 ly chanh muối. Lấy tiền tao trả tao. Thì cô cứ bán cho con đi, chừng nào chẳng chục ly trả luôn. Thôi dẹp đi mày. Ủa má. Trời ơi, má đi chợ mua cái gì mà xách đồ nhiều quá vậy? Có gì đâu nhiều. Thì lâu lâu con trên Sài Gòn về, má thấy mấy cái đồ này nó ngon nè, mua về nấu cho con ăn.
Trời đất ơi, má làm như là con năm có mới về một lần vậy đó. Con hả, tháng lần về hết 10 ngày rồi đó. Ngu gì mà quá trời. Kệ tôi. Ủa hả? Sao má đi chợ xách đồ nhiều vậy? Sao không gọi điện thoại con ra rước má về? Ôi, đi chợ có khi nào má mang điện thoại theo đâu. Vậy còn anh Tèo không chí? Ờ, thằng Tèo thì mà sao mấy bữa nay má không thấy nó? Ủa, chứ không phải 7 giờ sáng nào cũng đợi má ngoài cổng chợ chứ hả? Thì thường thường là vậy. Mà sao dạo này không thấy nó không biết? Bây giờ chỗ nào nó cũng không đứng hết á. Nghe nó như nghỉ chạy xong đâu ôm luôn rồi đó. Ủa sao kỳ tía? Sao kỳ vậy ông? Bà với thằng Tám á, xách xe đi kiếm Tèo hỏi. Chứ tôi không biết nổi nha. Con đi chợ vô nấu cơm rồi ăn chứ tính đứng đây tới chiều mới vô là sao? Tôi đi ăn bún riêu à. Cái gì vậy, nấu cơm liền rồi giờ nè. Vô. Cũng ba gai lắm rồi. Xách vỏ vô cho má nghe không? Hèn chi, hôm qua nay về ông gặp con Tèo ở đâu hết trơn. Có khi nào ông ốm đau dù ông nằm ở nhà không ta? Tám. Dạ. Cho ly cà phê sữa đi. À, đợi chuyện chút nha cưng. Ê, làm ly phê đá con trước chưa? Dẹp, làm cho khách trước, mày chờ đó. Làm như con không phải khách vậy, con có đò trước mà. Kệ mày. Cà phê nè. Cần gì gọi chị ha. Mình đẹp trai mà sao yếu bóng vía vậy ta? Nhát gan nữa. Mày coi gì vậy ta? Hết hồn cái vía à? Đâu xuất hiện làm con giật mình à? Làm gì mà yếu bóng vía dữ vậy? Tao với mày mà. Tại hôm nay hơi... Gọi ly phê đá con đâu? Chưa pha. Sao kỳ vậy? Cô bởi vậy... Con khách cũ cô bỏ bê vậy, còn khách mới... Cái gì vậy? Sao khách này ai là ai lạ quắc không chưa thấy bao giờ luôn á. Mày ngộ á. Ta là quán cà phê mà. Thì ai vô uống cả được, khách lạ, khách quen, khách nhãn lai bình thường. Cô Hồng, cô Hồng. Sao? Cô có dây lòi tỏi không? Cô cho con mượn đi. Là cái dây xích đó hả? Ừ. Để làm gì? Con khóa chiếc xe con lại cho chắc ăn. Sao vậy? Sao mỗi bữa tao thấy mày có khóa xe ra, mày đến quán tao mày dục đại, mày vô đây nhiều khi mày ngủ uống giấc như vậy mày còn không sao nữa mà. Bữa nay mày đặt khóa nữa. Thôi cô ơi, thời nào theo thời đó. Mấy bữa trước khác, giờ khác. Giờ giang hồ hiểm ác, biết ai tốt ai xấu mình phải đề phòng chứ. Công nhận mày mắc cười. Vô pha con ly phê đá đi. Thôi mệt rồi đi, tao không pha. Chừng nào mày trả hết tiền cũ rồi tao mới pha cái mới. Mấy nay con có chạy xe đâu có tiền. Cô bán thiếu chịu đi, mốt con có tiền con trả cô. Vậy nghỉ uống luôn đi. Bởi vậy cô thấy con không có tiền cái cô không chịu bán. Còn ta có... Con thôi không có bán mà nó rồi. Không phải. Nhìn cái tay kìa. Cái tay nhỏ đó hả? Ôm nhôm nhất à? Không phải. Cái tay đang cầm cái gì kìa? Cô biết bình gì không? Gì? Bình xịt hơi cay đó. Cái gì? Hơi cay là cái gì? Bỏ ớt đó hả? Không phải. Cái đó là hàng cấm. Tội phạm nguy hiểm người ta mới xài. Trời ơi, không có đâu mày ơi. Ở đây làm gì có tội phạm nguy hiểm, hàng cấm ở đây. Trời ơi, mày nói vậy còn an phạt tao chết mày. Cô nói thiệt á. Giờ con tin đúng không? Ờ. Giờ cô giả bộ vô trong, cô pha cho con ly phê đá đi. Cái cô khóa cửa lại, khóa tủ tiền lại nha. Cất chìa khóa cho an toàn. Xong rồi cô bưng ly cà phê đá ra đây. Mà cô đừng ghé đây. Ừ. Cô giả bộ cô lạng qua bên đó một xíu. Ừ. Là cô thấy liền à. Mày dụ tao pha cà phê đá phải không? Không. Thiệt, pha để coi cái bình nó bình chi. Nhớ cẩn thận. Vậy đi. Trời ơi, trời nắng quá.
nặng quá trời ơi, không có ai sách phụ hết. Vậy đã. Mệt không? Không thấy sao còn hỏi? Thì tự nhiên hỏi con câu đổ quạo vậy trời. Xách cho giùm tôi đi, muốn gãy hai cái tay luôn rồi nè. Hồi sáng người ta nói ta chở đi cho, không chịu, rồi giờ than. Thì tôi định bụng á, đi ra ngoài, thế nào cũng gặp được thằng Tèo. Đã nó kẹt rồi mà gặp cái gì mà gặp. Thì hồi mình đi á, thì nó kẹt, nhưng mà lúc mình về nó không kẹt thì sao? Đó, rước của bà về nó cũng kẹt đó, bà làm gì nó. Mà thôi kệ đi, nó kẹt cũng kẹt chuyện của nó. Ông xách vô giùm tôi đi. Mệt ghê luôn. Sẵn lấy tôi chai rượu thuốc luôn nghe không? Ôn gì vậy? Trời đất ơi, đi bộ, đi chợ, đi lội về. Muốn rã cái cặp giò à. Lấy rượu thuốc bóp chứ làm chi, ông còn hỏi. Trời ơi, lội bộ có một cây số. Cũng làm cho lố, thuốc rượu thuốc rồi nữa. Mệt ghê luôn. Ông nói hay quá. Sao ông giỏi đi bộ đi? Có gì không chị? Em có cần gì nữa không? Có cần nước trà hay là đá gì không em? Ồ, em có cái chai gì hay vậy? Thằng em nó bị đau mũi, em mua xịt mũi cho nó. À, vậy hả? Trời ơi, hay quá vậy ta. Mày làm tao quên muốn chết luôn à. Tao giả bộ tao hỏi, mày biết cái bệnh đó bệnh gì không? Hả? Cái bệnh đó là bệnh xịt mũi, có nghĩa là bị viêm mũi xịt đó. Ông nội, xịt mũi chứ không phải xịt hơi cay à? Cay cái đầu mày. Thôi kệ đi. Cái gì vậy? Bỏ trâu. Mày nói cho tao nghe, mày làm cái trò trống gì vậy? Tao thấy mày giống như người trên mây mất hồn á. Ai dựa mày hả? Hả? Ai hành mày hả? Nói tao nghe, mày bị cái gì? Nói. Cô tào lao quá, có bị gì đâu. Đừng hỏi, chuyện dài dòng nó không kể được. Vậy miễn uống luôn nha. Ê, tao kể, uống. Kể. Kể đi. Mày kể đi ạ. Kể đây. Sao? Vụ gì? Nè. Gì đó? Mấy ngày trên báo đăng á, một vụ giết người cướp xe ôm. Đây đây, thêm 5 vụ giết xe ôm cướp xe. Ông tài xế đang chở khách bị đâm một phát trúng tim luôn. Cướp xe ôm giết tài xế? Đúng rồi. Ghê không? Thì ra bữa giờ mày không chạy xe, mày nằm ở nhà là mày coi ba cái vụ này, đúng không? Không phải. Ngoài coi mấy cái này, con còn có chơi game đánh đấm, bắn súng đồ này kia. Như tối con trùm mền con coi phim kinh dị nữa. Mày là thằng thanh niên trẻ mà mày suy nghĩ nóng cạn. Mày tưởng tượng ba cái chuyện đấy, mày tưởng tượng như là tưởng voi vậy đó. Ha? Mày tưởng tượng quá à. Ha? Mày nhìn sao á, mày thấy cái bình xịt mũi của người ta, mày kêu bình xịt hơi cay. Mày mốt á, tao cầm cái viết á, tao đang viết sổ tiền nợ cho mày á, cái mày nghĩ là con dao tao giết mày hả? Không. Mắc cười cô quá. Cô làm như con bị quan tưởng vậy. Không. Ừ. Thôi, mày lo làm ăn đi. Bớt coi ba cái tin tức ở trên mạng đi. Ba cái tin tức đó, có những tin đó, thì nó cũng có sự thật đó. Nhưng mà ít lắm. Đa số là ba cái tin tào lao, nguy hiểm lắm. Thấy không? Coi nó không có tốt. Dạ, con cũng rút kinh nghiệm, mốt không dám coi mấy đó nữa đâu. Mới mốt cái gì? Dứt liền bây giờ, chứ để tới ngày mai ngày mốt nữa hả? Dạ. Rồi thời gian rảnh đó, kêu Tám nó chỉ cho vài miếng vỏ để phòng thân hậu vệ đồ mấy. Thôi chú Hai ơi, mấy cái vỏ đó bẻ tay bẻ chân đau dữ lắm. Tao thấy thằng Tám nó có cái miếng xè cánh bướm đó, miếng nó nhẹ nhàng lắm, cũng được lắm đó. Miếng nó khó vô nổi với nó lắm à. Ôi thôi, cái miếng đó Tám tàn nó làm được chứ con sao làm được. Không, cũng làm mấy chiêu đó đâu.
Ủa vậy mày tính mày ở không mày đi cà nhỏng gì hoài hay sao? Đâu có đâu. Con tính đợi ít bữa chừng nào mà con bớt ám ảnh á, lấy lại tinh thần cũng phải đi làm kiếm cơm chứ. Rồi chừng nào mới bớt ám ảnh? Không biết nữa. Rồi bao lâu mới lấy lại tinh thần? Không biết luôn. Chừng nào mới hết. Trời Phật ơi. Rồi mới kéo qua chừng 5 năm nữa chắc mày không biết lấy gì ăn à. Ủa? Ngồi đây mà cũng sợ mất xe nữa hả? Sợ chứ chú. Trời ơi, con nhớ lại lần trước mà con sửa xe cho ông Sinh đó, con mới quay vô cái quay ra, thằng Sức nó lấy chiếc xe chạy mất tiêu luôn. Năm xui tháng rủi, lâu lâu nó mới xảy ra cái vụ gì chứ không lẽ nó xảy ra hoài mày. Thôi chú ơi, mình phải đề phòng chứ, nhiều khi con xui hoài, con bị hoài thì sao? Đúng rồi đó, mày đề phòng gì cũng được, cảnh giác gì cũng tốt. Chạy xe ông đã ôm mà thấy khách lạ mà vô mới tức nghi nghi đó thì mày né nó ra. Nhưng mà ngặt cái người giống người, biết ai tốt ai xấu còn nghi. Trời đất ơi, người sao giống người được. Người thì giống người nhưng mà cái thành phần đó mày nhìn thấy cái cử chỉ của nó khác. Tao nhìn là tao biết liền à. Thí dụ mày nhìn thằng đó mày thấy nè, ốm ốm à, hơi dơ dơ. Lại gần đó mày nghe mùi khét khét. Mày để ý mấy cái tay nè, để ý mấy cái chỗ này nè. Đó, mà mày thấy có dấu đỏ 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 giống như mũi cắn vậy đó. Tóc thì nó dựng lên ha, mà nó đi á nó hay sọt sọt tay túi quần hoặc túi áo rồi đó, là mấy đó nó có hung khí ở trong nghe. Dạ. Ờ đó, tránh nó ra đó. Giờ mà môi thì khô thâm nè, môi thâm, môi thâm, còn tao là môi chì. Mày đừng phải tao đâu mày dòm tao. Tao nằm cái dạng riêng môi chì. Dạ. Nó sang hơn cái môi thâm biết không? Ừ. Thì nó tránh nó ra. Bà lên. Gì vậy? Đi đâu trong nhà chị chậm ra vậy? À đi cân tôm. Được mớ bà khía người ta cho á, mà không biết làm gì ăn. Qua cho chị chậm muối. Rảnh không? Rảnh. Lên xe tao chở qua xóm Địa. Chị đi coi tôm. Trời ơi, tao qua rảnh tao mua tôm hết rồi. Giờ chắc người ta thả tôm mới luôn rồi đó. Ôi dạ. Ở đó mà đợi mày. Vậy thôi, lên xe đi tao chở gì nha. Ui, cảm ơn nha. Đỡ mày lộn bộ. À. Tính tiền cuốc xe ôm nha. Ê, thẳng tao xuống. Hai, Thanh Long xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà chuẩn bị Tết tới đâu rồi? Ủa mấy bữa nay Long về nghe, dọn dẹp nhà cửa quá trời luôn, không có nghỉ được chút nào luôn á. Đây coi nè. Bây giờ là Long quét dán nhện nè nghe. Đó, thấy chưa? Đó, quét dán nhện nè. Đó. Ủa, nhà Long rộng dữ lắm. Rộng quá trời luôn, nguyên phản động. Để Long quay cho mọi người coi nha. Đó, thấy chưa? Rộng quá trời rộng luôn. Dọn mệt dữ lắm. Đó. Má. Hả? Ra nói chuyện với khán giả con đi. Ra chào khán giả của con đi. Trời ơi, làm không làm mà lo nói chuyện nữa. Đây. Đây là người má thương yêu nhất của Thanh Long đó nha. Má chào mọi người đi má. Chào nha. Dạ. Trời, quát tim luôn kìa. Trời, thấy má mình tin chưa? Quy Nguyễn, má của anh Long trẻ và đẹp quá. Nhìn như hai chị em vậy đó. Đúng rồi, má mình trẻ và còn trẻ và đẹp lắm luôn đó nha. Trẻ nhất sớm luôn á. Cảm ơn nha. Trời đất ơi bà làm gì mà tưới nước như vậy, tưới nước ngập cái mai như vậy. Trời đất ơi, ông tự nhiên làm hết hổ gì á. Vậy sao mấy bữa trước ông kêu tôi tưới rồi giờ không cho tưới là sao? Cái chuyện đó là chuyện của mấy bữa trước, còn bây giờ là tôi đang kèm nó lại để cho nó nở bông đúng mùng một, bà có hiểu không? Hết biết luôn à. Đó, trời đất ơi. Rồi ghi gì vậy? Bà đó, bà đang làm cái tiến trình mà theo dõi của tôi nè, đó không? Tôi theo dõi để cho nó nở đúng mùng một, mà làm gì hư hết rồi? Đúng là không hiểu gì trơn. Ông làm quá, làm gì chi cho cực kìa. Nè, đúng là đàn bà không hiểu gì trơn, thấy không? Bà đâu có biết cái thú vui của người trồng bông đâu. Trồng bông là cái gì? Để chăm sóc bông, thấy không? Rồi tới khi bông nó nở, cảm thấy thích thú lắm, mà làm vậy là nó hư hết trơn cái chuyện của tôi rồi. Ừ, tôi không hiểu gì hết á.
uống miếng nước này không? Làm gì bưng nước cho tôi uống mà cười tủm tỉm từ ngoài kia vô tới đây vậy? Nhớ ai vậy? Nhớ ông nào hả? Có nhớ ông nào? Tôi mắc cười tấm tàn nhà mình á. Sao cười nó? Tôi nói đúng làm diễn viên có khác. Nó quét dọn nhà ha, có 5 phút à. Mà hả, nó livestream hết 30 phút luôn á không? Bà coi nó dọn hết cái nhà đó thử coi mấy ngày cho bà biết. Nó nói với tôi á là tại nó chưa có xuất chiêu. Nó mà xuất chiêu hả, rẹt đùng 2 tiếng đồng hồ là xong. Ừ. Nè uống nước đi. Chú Hai thứ Hai ơi, có hàng nè. Rồi, tới nữa. Cái gì vậy tao? Đây là cái thùng quà đặc biệt của một người đặc biệt gửi cho chú Thiếm Hai ăn Tết á. Chú Hai biết ai không? Của con Sáu Nhú á. Cái gì? Quà chị Sáu gửi về hả? Ừ. Coi của cái em không nha. Ê, coi có gửi gì cho tao không? Vô duyên. Quà của chị tôi gửi cho nhà tôi cho ông xong hỏi. Vậy hả? Vậy thôi. Thiệt tình. Tết nhất mà không cho người ta về ăn Tết. Dạ thì Tết ở nước ngoài khác Tết mình. Tết mình thì mình được nghỉ, bên bển nó đâu có ăn Tết theo mình đâu má. Bởi vậy không biết nó ức cái gì mà ức dữ gì không biết nữa. Đi nước ngoài làm việc mới chịu. Tôi mà biết vậy á, hồi đó tôi không cho nó đi à. Cái bà này. Thôi, con giao xong thùng quà coi như con xong nhiệm vụ. Thôi chú Hai con về. Ừ, về đi con. Về về chứ. Tết nhất gia đình cũng mới sum họp, đầy đủ mặt mày thì nó mới vui. Có quà mà thiếu vắng một người cũng không có ý nghĩa gì. Mà tôi báo trước nha, trưa nay là không nấu bằng ông đâu á. Đi đâu ăn thì đi à. Cái bà này lãng không? Hai cái chuyện đó có liên quan gì nhau đâu. Cháu của ngoại nè. Cháu của ngoại, chèn ơi. Đừng đi ăn của ngoại. Ủa, có bé Ân nữa hả? Không, bà ngoại con mới tới. Con bé Ân nó nghỉ Tết rồi, nên con dẫn qua đi chơi với ông bà ngoại luôn. Ừ, được đó. Một lát, ba má con ở đây ăn cơm với ngoại. Đi, vô coi mặt, vô coi mặt. Đi, đi, đi. Ôi, trời chân ơi. Ôi, trời chân ơi. Trời đất ơi, biết rồi, làm cho tôi thành người tàn hình luôn vậy. Không ai nói gì tới tôi hết trơn á. Rồi bây giờ còn ăn mình nữa chứ. Mọi người nắm hết gì tôi giao chưa? Nắm rồi. Mọi người bắt đầu làm gì được chưa? Được rồi. Ừ, bắt đầu tính giờ. Ừ. Tía. Ờ, trai ơi, đừng có đụng vô mấy cây mai chú Hai nha, đổ ngã hết đó. Chàng ơi, tuổi trẻ có khác. Phong cách thành phố dữ hen. Dạ. Công nhận á, nhanh nhẹn ghê á. Nhìn cái tướng tàn tàn, tưởng đâu là dọn nhà không kịp chứ. Ai về cũng tính toán cũng hay nha, mướn nguyên đội ngũ làm cái rụp cái sông liền hen. Ôi, bà làm gì vậy? Ông làm tôi hết hồn. Kiếm gì trong vậy? Trời ơi, tôi đang thưởng thức hoa đẹp. Ừ, thưởng thức hoa đẹp mà bà muốn cắm cái mặt bà vô trong cái chậu luôn vậy? Ủa? Không biết gì hết. Ê, hai cái chậu này đâu đẹp hả? Thì tôi mới đi ra chợ mua về đó. Người ta mới chợ tới tức thì nè. Sáng nghe nói bà đi chợ sớm tưởng bà mua đồ. Ai về đi ra chợ mua hoa ha. Thì tôi cũng mua ít đồ. Đẹp. Mà thấy bông hoa đẹp quá trời, cầm lòng không đặng. Vậy nhiều, là nhiều. Ê, có mấy trăm ngàn à ông? Rẻ không? Mấy trăm ngàn, bà nói là có mấy trăm ngàn. Sao bữa nay chơi lớn vậy ta? Ngày thường vợ tôi đâu phải như vậy. Thì lâu lâu cũng tùy lúc tùy nơi chứ. Vậy mới đúng là vợ của Sáu lắm nè. Ai? Vậy chứ bình thường tôi là cái gì của ông? Là bà nội. Bà nội cũng sắp nhỏ.
bà là bà chủ của tôi. Vậy thì còn được. Cây mai này còn lâu mới bằng cây mai nhà mình. Vì bà nói giữ tụi nó ngon lành. Ủa Xuân tới nào vậy? Vô nhà uống nước. Dạ được rồi anh Xuân. Qua kiếm nhái, nhái có nhà không anh? Ủa nhái nào ở bên nhà nói chứ đâu đây? Ồ vậy hả? Tôi tưởng nó ở đây chứ. Vậy nó không có ở đây thôi, xin phép anh Xuân tôi về ha. Dạ. Uống nước đi hả vậy? Thôi để Tết là uống luôn anh. Tết là uống luôn. Dạ. Dạ về anh Xuân. Làm như mình không biết. Qua rình ngó cây mai mình á, có đẹp hay xấu. Trời đất ơi, nguyên cái xứ này có cây mai nào qua cây mai hay lúa đâu. Đừng có rình đến xui ơi. Ông già ông chút mà mỏi giò ghê. Rồi hàng hán tới. Tư ơi, chấm cho bình nước uống coi. Bán bình nước đi chú quán ơi. Khổ quá à. Cho bình nước uống coi. Nghe rồi, nghe rồi. Kêu hơn kêu đò rồi. Không phải lấy mới có chứ. Thôi chấm nó nhiều quá. Tóp. Ủa, đi uống cà phê về sao khát nước dữ? Ghé nhà bà Tư Bông. Chi vậy? Coi bông, mua thêm mấy chậu, đem về nhà cũ để. Trời lớn dữ ha. Lớn gì? Coi truyền hình thấy thật sự người ta đưa tin đó. Năm nào nông dân trồng bông cũng bị lỗ lã. Thấy tội nghiệp, mua ủng hộ người ta. Trồng thì nhiều. Đó. Mà bán thì đâu có được bao nhiêu tiền đâu. Trông cho ba ngày Tết không à. Lợi có bán được đâu. Toàn là trả giá lên trả giá xuống. Mà tôi thấy cũng ngộ nghe không. Người ta đi chợ bông đông dữ luôn á. Mà vô coi xong rồi đi ra à, không mua. Canh. Canh chừng nào mà gần cận sát Tết đó là người ta hạ giá cho nó nhào vô mua. Mà có nhiêu tiền ở đâu. Trời đất ơi. Thì mua mình chưng trước Tết thì mình đón Tết trước. Trước cũng mua, sau cũng phải mua. Mà trước sau mà mua có hơn nhau mấy chục ngàn chứ nhiêu. Mà ổng mua cho rồi, để chi mà. Mua trước, đón Tết trước. Mua ủng hộ bà con người ta bán cực khổ phải không? Mua cho người ta vui thì mình cũng vui, vậy thôi. Tư. Gì vậy? Ông làm gì vậy? Nhìn thấy thì biết rồi còn hỏi nữa. Thì tôi thấy ngày nào ông cũng cầm cuốn sổ ra ghi chép chép á. Nhưng mà tôi không biết ông ghi làm cái gì tôi mới hỏi. Tôi nói mọi người á có cái thú vui riêng. Tôi cũng vậy đó. Tôi có nói bà không hiểu đâu. Đừng hỏi chị mệt. Tôi á thì tôi không hiểu, tôi không biết gì hết á. Tôi chỉ biết là giờ tôi nấu cơm sẵn rồi. Tôi dọn ra sẵn rồi đó. Rồi có vô ăn không thì nói, còn không nói thì tôi dọn ra sau bếp. Ăn gì sớm vậy? Chứ không phải ông nói với tôi á là 8 giờ ông phải lên trên sớm ông họp để mà bàn cái vụ mà đi chúc Tết nè, rồi tặng quà Tết cho mấy bà mẹ Việt Nam anh hùng hả? Trời đất ơi, quên rồi. Lo chăm mấy cái kiển mà nãy giờ quên không? Thôi được rồi, để tôi vô tôi ăn cơm rồi tôi thay đồ tôi đi. Tám ơi, Tám ơi Tám. Dạ. Lấy cái máy chụp hình ra chụp tía đang lặt lá mai nè. Gửi qua bệnh cho chị Sáu mày. Dạ dạ dạ. Tôi kêu má mày á, mỗi đứa chụp mô hình nha. Mai nó đang chỗ đang tốt đó, đừng gửi bệnh cho chị Sáu mày coi. Dạ dạ dạ, con chụp liền. Rồi tía làm đi tía. Chụp cho nó tự nhiên, cho nó đời thường lắm phải không? Dạ.
Cái đẹp đẹp nha. Dạ tía mới qua. Ủa anh Bảy mới qua. Cái thằng không phụ tía rồi đứng chụp hình. Ủa này tía kia em chụp chứ bộ. Thôi ông làm biến chảy thay chứ mà ông nói. Tía vô nghỉ đi để con làm cho tía. Thôi không được đâu, cái này phải tự tay tía làm mới được. Ba cái kiểu tụi bay đâu biết, đụng vô hư tao hết à. Đó anh thấy chưa, tía có cho em làm đâu. Tía kêu nè em chụp hình từng người trong nhà mình á để gửi cho chị Sáu coi nè. Nói vợ mày á, ẩm cốc rồi chụp bôi hình rồi gửi bệnh cho chị Sáu coi nha. Dạ. Vậy mà người ta nói với con, ông Hai Lúa, ông khô khan, ông cọc cằn. Nhưng mà tía mình cũng lãng mạn, yêu bông yêu hoa lắm chứ bộ. Chứ sao? Nói gì bậy rồi chú Bảy ơi. Chú Bảy có vợ rồi, ra riêng ở rồi quên rồi phải không? Hai Lúa nào tới về vậy không à. Chú Bảy đừng có nói dễ chú Bảy ơi. Thôi chụp hình gửi chị Sáu coi. Chụp hình. Chụp hình gửi bển á. Dạ chào anh Xui. Ủa chị Xui mới qua hả? Dạ. Trang ơi, trang mai nhà anh Xui đẹp quá. Dạ. Ủa mà anh Xui tưới cây mai làm chi vậy? Tưới cho nó chỗ bông. Ồ vậy hả? Mà cái cây mai bên nhà tôi á, tôi tưới á, ông Tư á, ổng la tôi quá trời quá đất à. Ổng nói là ổng kềm lại không có cho nó nở sớm anh. Năm nay á thời tiết nó lạnh, mai nó ra bông trễ, mình phải tưới thúc vậy nè để cho nó chỗ đúng ngày. Ủa vậy là sao ta? Vậy là ông nào đúng ta? Xui. Chị Xuân. Chị vô nhà chơi. Xuân ơi Xuân, Xuân đã về qua. Nè nè ông, ông đi đâu đó? Rồi bị công an vịnh nè. Đi qua bên nhà anh Hai chơi chút xíu. Làm gì? Ở nhà sửa cái chuồng gà cho tôi kìa. Tết nhất tới nơi rồi bà cho tôi nghỉ ngơi chút xíu đi. Chuồng gà có gì đâu mà bắt sửa hoài á. Trời đất ơi cái chuồng gà nó hư rồi kìa ông. Không có sửa lấy gì Tết nay nhốt gà cho ông nhậu hả? Bây giờ bà nghỉ đi. Anh Hai á, anh còn có cái thú vui là chăm sóc mai. Rồi chờ mai nở. Rồi mai nở ông ngồi uống trà ông ngắm mai. Tôi có cái gì làm thú vui. Nè. Gì? Ngắm tôi. Tôi ói á. Ngắm bà mấy chục năm rồi. Rồi sao? Giờ chán rồi phải không? Không phải. Sao mà cứ cà lấy hoài à. Ý tôi nói là tôi qua bển tôi thăm coi là mai ảnh năm nay nở nhiều không. Rồi có đạt không? Không có mai đào gì hết á. Có muốn ngắm á thì ngắm tôi nè. Mà không ngắm tôi á thì ngắm hai chậu cúc đỡ đi. Đi lẹ lẹ về thay phiên của tôi đi nha. Biết ở trong nhà này tôi giống y như bầy gà vậy đó. Nhốt tôi hoài à. Đó tôi chỉ biết có vậy thôi đó. Chứ có giỏi giang gì đâu chị. Tôi về tôi nấu nha. Y chang như chị chỉ tôi vậy đó. Mà ông nhà tôi ông chê hoài à chị Xui. Làm quê với sợ. Tôi nghĩ á chắc là anh Xui á ảnh khó ăn hơn ông nhà tôi thôi à. Hay là chị chịu khó chị trang trí thức ăn á, cho nó có màu sắc lên cho nó hấp dẫn, biết đâu ổng ăn đó. Tôi quên, để về tôi kêu Hai Nhái á, nó mở cái gì mà trên mạng YouTube YouTube gì đó trên mạng á, tôi coi cái tôi học theo tôi làm. Ừ đó, cũng dễ mà ha chị Xui. Dạ, thôi gì thôi, tôi về nha chị. Thôi chị về ha, uống miếng nước rồi về. Thôi được rồi, tôi về. Cái gì chị Xui? Mà chị Xui nè. Hả? Hai cây mai của nhà mình á, nếu mà Tết á, nó nở bông cùng một lúc á, thì yên chuyện ngang. Còn mà nếu mà cây mà nở sớm, cây nở muộn là chắc hai ông gây lộn quá chị Xui á. Ủa sao kỳ vậy? Sao gây lộn? Ủa vậy cho chị Xui không biết chuyện gì hả? Có biết gì đâu. Nè hai ông á thi với nhau là chăm sóc cây mai. Cây mai nào của nhà nào nở ngay ngày mùng 1 á là nhà đó thắng. Chàng ơi vậy luôn á hả? Hèn chi hổm rài giờ hen. Ông Hai nhà tôi hen, ngày nào tôi cũng thấy ổng có chăm sóc cái cây mai đó. Tưới hoài chăm hoài mà ra còn ngắm ngó nó miết thôi hả? Bởi vì thiệt là tình á,
già cả rồi mà còn hăng máu quá. Hả? Chị nói ai hăng máu? À không, ý tôi nói là ông Tư nhà tôi. Xuân quê tôi có trống lắng đùng đùng, xuân quê tôi có pháo vui rộn ra, xuân quê này. Tôi... Ồ, anh Xui. Dạ, chào anh Xui. À, gọi cho anh. Dạ. Nói đi. Ồ, mai của anh Xui sao rồi? Nói chung thì tôi chăm sóc kỹ lắm à. Ừ. Tôi có nhờ tư vấn kỹ thuật đâu đó đàng hoàng nha. Ồ, dữ vậy hả? Trời đất ơi, quyết liệt mà, năm nay là chủ đúng mùng 1 luôn anh. Vậy hả? Chúc mừng anh ha. Dạ. Ủa, mai anh sao rồi? Dạ, mai của tôi thì tôi đang lo lắm anh. Tôi sợ nó nở rồi sao vô thừa. Vậy là... Dạ. À, chúc mừng Xuân nha. Dạ. Tiền này cho vợ để vợ lì xì mấy đứa nhỏ. Tiền này mình để dành lì xì mấy đứa nhỏ. Vậy đi. Em. Anh làm cái gì vậy? Nè em, em giữ tiền này Tết lì xì cho mấy đứa nhỏ. Thôi. Cái này là của em, đừng lộn ha. Của em hả? Ừ. Tiền đâu nhiều dữ vậy anh? Thì tiền thương lái trả cho anh á. Sao người ta trả sớm vậy? Anh nghe nói là người ta lấy hàng của mình về, lấy về là bán hết liền, cho nên người ta trả để cho mình ăn Tết. Năm nay hai vợ chồng mình ăn Tết sớm. Chào anh hai mới qua. Ủa có anh Tư ếch đây luôn hả? Ủa? Dạ. Ủa chào bác ơi. Dạ. Rồi chú ơi chú ba. Dạ. Đâu mày? À, không giấu gì hai anh. Em nghe sắp nhỏ nó đồn rùng trời, nó nói hai ông Xui đang thi với nhau có ai chăm sóc mai trổ ngày mùng 1 Tết. Thì đó, tao đang lo nè. Ừ. Lo sợ thắng anh Xui tao. Ê, chưa chắc nghe anh Xui. Nếu mà tôi đứng thứ hai á, thì chưa chắc là ai đứng thứ nhất à nghe. Thì chắc ông hay lúa rồi đó. Ai giờ. Thôi em xin phép hai ông anh, đã có mặt em đây rồi cho em xin có một cái chính kiến một cái. À, theo như á, là được biết là bữa nay là mình 22 Tết rồi. Thì nếu như mai mà được chăm sóc đúng thời kỳ á, thì đúng 7 hoặc 8 ngày nữa thôi, nó sẽ bung nụ và ra hoa. À, không giấu gì anh Tư, hồi nãy trên đường ngang đây á, em có điện ngang vườn mai nhà anh. Ủa vậy hả? Đó, thấy không? Thấy tôi chăm sóc mai kỹ không? Ngon lành không? Vườn mai nhà anh á thì có chăm sóc rất kỹ lưỡng. Ừ. Nhưng có điều đó cái khô rang à. Gì khô? Tôi là tôi để như vậy là tại tôi không dám tưới nước nhiều. Tưới nước nhiều là nó ủ hư rễ làm sao? Đó, chính vì anh suy nghĩ như vậy cho nên anh không tưới nước. Mà anh không tưới nước á, cái nụ mai nhà anh á nó thiếu nước, nó không có mập, nó ốm nhách rồi. Em đảm bảo với anh nếu bông của anh mà nở đó phải tầm mùng 5 Tết. Mùng 5 Tết trổ bông. Vậy thì Tết 2021 mới chừng phải không? Rồi anh hai nhìn tình trạng mai mình hay thấy sao? Trời ơi mai tao mày khỏi nói rồi. Chăm sóc ngày đêm mà. Nếu như cây mai nhà anh Tư á mà để đón Tết năm 2021 á thì cây mai nhà anh hai á chỉ có rước ông Táo xong ngủ luôn. Sao ngủ? Tại vì anh tưới nước nhiều quá nó nổ bung ra rồi, 2-3 ngày nữa nó nổ bánh sáng rồi. Như vậy tao ngưng lại. Nói chung là hai anh còn nhớ tía má em hồi xưa á, là chủ vườn mai lớn nhất xứ Sẹo Lá này. Hai anh còn nhớ không? Ừ. Chính vì vậy cho nên á, ở cái Sẹo Lá này mà về kinh nghiệm nhìn mai không ai bằng em đó. Em chỉ cần nhìn cái thân mai và cái nụ mai biết tình trạng cái mai ra làm sao. Ủa vậy giờ sao? Giờ mai tôi sao? Tại giờ sao đâu mà nói thẳng một cái một đó, đúng rồi. Bây giờ trước mắt thấy hai anh chăm sóc mai, thương mai như là người chăm sóc dâu, người chăm sóc rể vậy là quá tốt rồi. Mà bây giờ hai anh phải nghe lời của em á, thì đảm bảo như thế này nè. Anh hai á, ngưng tưới nước mai lại liền. Còn anh Tư, giờ tăng cường tưới nước mai lên. Hai anh mà nghe lời của em rồi thì đảm bảo mai của nhà hay anh sẽ trổ đúng ngày mùng 1 Tết. Em xin lấy 50 năm kinh nghiệm trồng mai của gia đình nhà em để mà đảm bảo với hai anh. Nếu như anh hai, anh Tư mà nghe lời của em thì mai của nhà hay anh sẽ trổ đúng mùng 1 Tết. Ngày mùng 1 hết thì đâu ai thắng ai đâu. Đúng rồi, Huệ. À, thôi Huệ cũng được, không thua tốt rồi. Ừ, thang vậy đi. Vậy là vui vẻ cả làng ha. Bây giờ em nhờ hai anh thêm ruột một chuyến. Đi đâu? Cà phê. Ai trả tiền? Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ mà ai?
Thì đây em nhỏ nhất em trả tiền. Đây, lì xì em gái. Cảm ơn anh. Của em nè. Em cảm ơn anh. Của anh. Rồi. Cảm ơn ba người đã chịu khó giúp đỡ Tấm Tàn trong vòng 2 ngày nay nha. Đây, còn quà đây, thêm 2 gửi nè. Gửi ít quà ăn Tết nha. Dạ dạ, con cảm ơn. Chú Hai chúc gia đình ăn Tết vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn chú Hai. Rồi em về. Chúc mừng năm mới nha. Dạ Rồi. Trời, dễ thương quá. Yên á. Bây giờ mình dọn nhà xong rồi nè, mình đi chợ Tết đi. Có lý đâu. Tôi không có đi đâu. Sao vậy? Ủa, tôi nào vậy có đi chợ Tết đâu mà hỏi ngộ không? Nhưng mà đi chợ Tết vui mà tía. Mình đi á, mình ngắm qua kiển cho có không khí ngày Tết đồ. Tía, anh chị Bảy á với hai bác Tư bệnh chuẩn bị bồng cốc đi chợ Tết kìa. Cốc đi luôn hả? Dạ có tía. Đúng rồi đó ông. Chứ ông sắm mấy bộ đồ mới làm gì? Ông để nó thành móc luôn hay sao? Đi đi. Đi nha. Đi. Với lại mặc đồ đẹp đi nè, mình chụp hình cho chị Sáu coi. Vậy ha, đi nha. Cả buổi trời luôn rồi mà không có chiếc xe nào về Cà Mau hết á, mệt cũng lả người luôn à. Thì Tết nhất mà người ta về nhiều xe đâu nữa còn. Bởi vì mua vé trước là được rồi. Cũng tại ông không, lúc đầu nói không về rồi nước rút cái đòi về, làm tôi phải hủy vé luôn đi chung với ông nè. Trời đất ơi, có cái chuyện này không mà đứng đây hồi nãy tới giờ cứ lèm bèm hoài. Thôi được rồi, lỗi tại tôi được chưa? Rồi kêu vô bến mua vé cũng không chịu vô nữa. Giờ đứng đây sáng giờ không có xe đâu hết. Nè, bình thường xe về Xẻo Lá vậy ngang qua đây, giờ đi qua bến xe chút vòng đây nữa, mất công không? Nó hay quá ha. Đó, sáng giờ có xe nào không? Alo, anh nghe nè Mai. Tụi anh đang đứng đón xe ngoài đường nè, mà sáng giờ chưa có xe nữa. Không sao. Anh có mua quà cho em đó, nhiều lắm. Trời Phật ơi, nhạc nhẽo gì đâu mà nó nổi lên đùng đùng hơn trời sập trời. Có nhạc cũng vừa phải vừa đủ nghe nữa chứ. Làm gì đó không? Trời đất ơi, không thấy sao còn hỏi. Lao nó vậy chứ làm gì? Ủa làm gì lao chùi sớm mà. Đâu không có mang để nó đóng bụi đóng bẩm. Em mua chuối vô cho nó bóng. Tết còn đi chúc Tết rồi nữa chứ. Chuẩn bị sớm dữ ha. Năm nay là đi chúc Tết à, có xui có da rồi. Tết lì xì rồi cho con cháu chứ. Bà nói tôi chứ bà mua gì mà lỉnh kỉnh lẻn kẻn vậy hả? Đẹp không? Cái này đẹp nha. Tôi nói ở quê đúng là thiệt Tết vui lắm ông ơi. Tôi nói ra chợ hen rộn ràng dữ lắm. Ôi ôi, bán đồ Tết quá trời quá đất luôn. Tôi thấy ham quá nên tôi mua về dán nhà dán cửa cho đẹp. Thôi bà đem vô bà dán đi. Tôi tranh thủ tôi lặt mấy cái mai cho nó chỗ bông kịp Tết. Nhìn á. Trời ơi, mua được cái này tôi ưng ý ghê luôn á. Đúng rồi. Tết nhà cửa cũng mới có màu mè hình ảnh quá mai quá hồng rồi chứ. Sài Gòn Cà Mau anh ơi, Sài Gòn Cà Mau không? Ai Sài Gòn Cà Mau không? Ê! Ê! Đây nè, đây 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 anh, đây. Muốn một bước về Xẻo Lá luôn đây nè. Có xe kìa. Anh có xe rồi, để đón xe cái nha, nói chuyện em sao? Sài Gòn Cà Mau không anh? Đây về Xẻo Lá nhiêu anh? Đây về Xẻo Lá hả? 450 anh. 450 hả? Ê! Vậy là tính ra là mỗi người có 225 à. Rẻ hơn cha hồi sáng tới 350. Chà nó mắc lắm. Đúng rồi. Đi 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 đi. Không anh ơi, anh nhầm lẫn rồi đó. Mỗi người 450 á. Hả? Cái gì mà mắc dữ vậy? Mắc rẻ gì anh, tới nhất tới nơi mà. Giật giá leo thang thôi. Leo thang leo vừa phải thôi, giá gì mà gấp đôi gấp ba vậy? Đâu gấp đôi gấp ba, bây giờ hai anh có về không? Không về ở lại Sài Gòn. Từ đây đến chiều á, không có xe cho hai anh về đâu nghe. Giờ làm sao?
Thôi đi đại đi. Ờ đi. Mày nè. Mấy cái thùng này chở lên giùm luôn đi. Ba cái thùng này hả? Ờ. Mỗi thùng 50, ba thùng 150. Gì cắt cổ vậy? Trời ơi anh ơi. Em là lấy giá rẻ rồi đó. Ba cái thùng này anh quăng lên xe đi. Là chiếm 2-3 chỗ ngồi người ta rồi. Bây giờ một là thêm tiền, hai là bỏ quà ở Sài Gòn. Hợp lý không? Ờ, thôi đi thì lên xe. Chắc lên đại đi. Ừ đại đi, đại đi. Ừ. Đi nhẹ thôi anh. Hư đồ hết. Đi đem phụ nó đi ba giây thôi. Chứ gì kệ em đi. Nói nghe nè, xe gì đâu mà chật ních vậy, chỗ nào mà ngồi? Lát đi, lát tính cho. Thôi 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 thôi. Vậy sao ngồi? Em say xe lắm luôn. Lên đi, lên đi, lên tôi sắp chỗ cho. Thôi. Lẹ đi, lẹ đi, trễ giờ. Ôi. Lẹ đi, còn bao nhiêu chuyến về ăn Tết nữa. Xe gì đâu á. Sáng vô. Rồi đi luôn bác tài ơi. Trời ơi, xe gì đâu mà chật quá. À. Bộ năm nay em định làm kiểu bán luôn hay sao mà làm quá trời em? Không có. Em làm cho nhà mình ăn. Rồi sẵn đem cho má lúa với má ớt luôn. Hai má khỏi làm công. Cũng kiểu mà có tôm khô ăn với bánh tét. Trời ơi. Càng nhắc càng chẳng nó biết à. Cái đó là mấy năm trước thôi. Chứ năm nay thì sao anh xui? Thì mấy năm trước má lúa làm cho anh ăn. Còn năm nay thì em làm. Mà năm nay là lần đầu tiên em làm nữa. Anh là ăn chục bạch đem thử nghiệm. Kệ đi. Vợ anh mà làm cái gì mà không ngon. Nịnh quá. Sao đang vui mặt bí sĩ vậy em? Em nhớ Tết năm ngoái quá. Đẹp hết ý luôn hả? Ông Tư. Gì vậy? Ông tính coi năm nay coi mình mua cái gì ăn Tết. Hốt hụi mấy chục triệu lận. Thì mấy chục triệu, bà muốn mua gì thì bà cứ mua đi, bà hỏi tôi làm chi? Khoái gì cứ mua. À, để tôi tính coi. Khỏi tính, bà khi ra ngoài chợ bà chọn cây mai nào thiệt đẹp, thiệt bự, thấy không? Rồi nào mà là bánh mứt, rồi kẹo, rồi bia, rượu gì bà cứ mua, chất đầy trong nhà đi, cho người ta thấy mình tới lớn. Tính chi cho tốn hao tất xám vậy? Mai nhà mình có rồi nè, tôi tính gì nào ông thấy được không nha? Tính sao? Đợi con nhái á, nó hốt hụi gì à? Ừ. Cái tôi mua vé xe lửa, tôi đi thẳng ra Hà Nội để tôi mua mấy cái chậu đào á về trưng xung quanh cái sân nhà mình nè. Ông thấy được không? Hay á, bà ít có sốc quá ha. Bắt xe lửa ra Hà Nội mua đào, mấy xe lửa làm chi? Đi máy bay á. À ha. Ừ. Đi máy bay cho đào nó tươi. Ừ. Ủa mà ngộ vậy? Mấy nay hụi ấy rồi mà chưa có giao tiền hả? Chưa, chị nhái đi lấy đó. Ông yên tâm, nó qua bệnh lấy là có liền hả? Ừ. Tía má ơi, tía má. Nhái gì kìa? Tía má. Tía má. Từ từ. Ủa? Từ từ. Cái gì vậy? Cái gì mà bay chạy như ma đuổi vậy? Cô Năm mà tía má chơi hụi á. Người ta nói cô. Bình tĩnh. Bình tĩnh sao? Cô bỏ trốn rồi. Hả? Cái gì vậy? Cô bỏ trốn rồi tía má ơi. Trốn. Cái gì vậy? Giờ sao ba má thôi em đừng buồn nữa, với lại á năm nay á tía má em đâu có chơi hụi nữa đâu nên không có sao đâu, đừng có lo. Em đi sắm đồ Tết không anh chở đi. Đi sắm đồ Tết hả? À. Giờ luôn, bây giờ luôn đi. Sẵn em mua mấy cái đồ trang trí nhà mình cho đẹp, cho nó có không khí Tết. Ừ. Vậy nha. Rồi bây giờ em dẹp đi, rồi rửa tay em chở đi liền.
dòm dữ vậy? Ủa ông cắt dây làm chi vậy? Thì cắt dây gói bánh tét cho anh chị. Thôi, thôi thôi, năm nay mà đặt gói bánh tét nữa. Thì năm nay thấy buồn tay nên gói dây gói bánh tét cho vui. Nhưng mà tôi nói trước nha. Cái gì? Ở nhà không có nếp, không có đậu, không có nguyên liệu sẵn à nha. Ủa, vậy là sao? Thì á, mỗi năm đặt sẵn không à. Đâu có nấu gói gì đâu mà có nguyên liệu. Thì mỗi năm không nấu, thì năm nay mình nấu cho nó vui nhà vui cửa tết đồ. Thôi 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 thôi, ông dẹp giùm tôi một cái đi. Nhà có hai vợ chồng già ăn uống nhiêu đâu rồi bài đã gói rồi nấu kia cho nó mất công không. Thì bây giờ nói chung là bây giờ là cứ mỗi năm mỗi khác đi. Nhà mình ăn tết năm nay cũng phải khác ở năm ngoái nữa. Thôi, tôi đặt bánh của bà Ba Mít rồi. Ủa vậy hả? Ừ, tôi nói nghe nè. Hồi cái tới mùa tết á thì bà Ba đó bà bài ra bà gói rồi cái bà nấu giùm cho hàng xóm mình nè. Để kiếm thêm chút đỉnh tiền thù lao á, mua quà bánh cho con cháu bà. Mình đặt giùm bà thì coi như mình ủng hộ bà. Bà nói vậy nghe cũng phải. Nghĩ giờ thời gian qua nhanh thiệt chứ. Tết đi qua, tết tới, tết qua, tết tới, một năm qua nhanh thiệt chứ. Mà tự nhiên giờ tết tới nè, nhớ là cái tết năm ngoái. Trời đất ơi, chưa thấy cái tết nào mà trong nhà nó yên lặng đến vậy. Yên lặng thấy mắc sợ luôn. Trời đất ơi, con gái kìa. Mày thấy gương mặt của tao bả có vui không? Mày làm gì mà la mà mừng ré ré lên, mày hân hở nha. Gái rứa giọng ý tứ vậy chân. Cái miệng của bay á, la còn lớn hơn là tiếng pháo nổ nữa. Vô gọi thằng Cóc kìa. Để la lớn quá nó giật mình, nó vậy nó khóc sùm đó. Dạ. Ý kiến mày luôn. Trà gì bữa nay nó không có nghe mùi gì hết trơn. Ủa nè. Ủa, bưng chuối bưng nhang đâu ạ? Thì đi cúng giao thừa. Trời đất ơi, ủa bây giờ khụi chưa đủ xui hay sao? Cái gì đâu mới cái mùng một mà chân nguyên cái nải chuối lên bàn thờ. Năm nay chuối nhủi góc đầu gì nổi. Thì cũng tại vì bị giật hụi hết tiền á, nên tôi không muốn mua sắm gì hết á. Có thôi, khỏi cúng đi, khỏi giao thừa gì hết. Trời ơi, tết nó buồn như vậy mà bên kia nó karaoke chứ nhức đầu cũng chết. Bà chống cái tay kiểu khác được không? Thôi bà chống con kiểu vậy. Nhờ mấy bữa trước vui miệng rủ 3 lít thằng Tèo qua chúc tết cho bà. Cái giờ như vậy. Ôi, giá cho tụi nó quên đi. Đừng qua cho yên thân. Ui. Dạ, tết năm mới con xin chúc chú thím dồi dào sức khỏe, sớm có thêm cu tí. Dạ, con chúc thím Từ với chú Từ phát tài phát lộc, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê Vin. Thím cảm ơn hai con nha. Ngồi ngồi đi con. Dạ dạ dạ. Thôi ngồi ngồi. Chúc mừng năm mới ha. Dạ. À dạ. Ờ mà chú thím ăn tết lớn không? Ừ thì cũng thì cũng ăn tết sương sương. Ừ ừ. Nè nè. Dạ. Ngồi ngồi ngồi. Dạ. Cảm ơn thím Từ, cảm ơn chú Từ. Bất ngờ. Dạ thôi. Tự nhiên cái con ngán đồ ngọt quá. Dạ con cũng ngán rồi. Chưa ăn mà ngán gì bay?
Bà, sao không lấy mứt thêm cho mấy đứa cháu nó ăn đi? Dạ thôi, con để cho khách tới sau người ta ăn thêm. Dạ, con cũng mấy bữa nay tụi con ăn quá trời. Hiểu rồi. Thím Tư quên bỏ mứt vô thêm. Thôi để Thím Tư xuống sau lấy mứt bỏ vô. Khỏi Thím Tư, tụi con cũng không ăn nhiều đâu Thím Tư. Khỏi chứ mày. Tụi con ăn chút đỉnh rồi Thím Tư ơi, không cần rồi Thím Tư. Thôi, để cho Thím Tư mình lấy đi. Thôi, nè, uống nước đi con. Dạ, dạ. Uống trà, uống trà. Thôi, cũng phải miếng bánh, miếng trà chứ. Thôi, Tư. Uống đi. Tư. Ừ. Tết nhất ai uống trà trời. Tết nhất ba ngày xuân này mình làm lai gai vài ly khai tiệc đầu năm chú Tư. Đúng rồi. Ừ thì tại vì buổi sáng sớm rồi chú uống không được. Thôi kệ, uống cho vui chú, mình không uống nhiều, mình uống cái ít thôi. Cho vui nhà vui cửa thôi, uống trà cũng bình thường quá. Dạ đúng rồi, một năm chú cháu mình có một lần à, mình uống lai gai cho nó vui. Đó thấy chưa, sáng sớm mà bên kia còn hát cao kê à, bầm kìa. Nhưng mà bây giờ chú không biết chú làm sao nha, sức khỏe làm sao, sáng nhậu là không được, sáng nhậu là khó chịu người lắm. Uống trà, uống trà. Thôi. Chú Tư không nhậu thôi, mấy ngày này cũng không có ép uống được, uống không thấy chú Tư ở nhà coi tiếp khách rồi. Thôi để con xuống con chào xuống Tư một cái rồi tụi con qua nhà khác chúc Tết nghe chú Tư. Thôi được rồi, để chú Tư mày có công việc sao kể quá đi. Không được, phải chào chúng Tư. Có công việc con xuống dưới con được mà. Nè, thôi uống trà, uống trà. Tụi ta nói thì đừng có kiếm, chú Tư muốn trốn một kiếm mấy này kỳ thiệt. Đúng rồi. Qua nhà bắt hai lúa đi. Đi nha con. Tôi chú Tương về. Vậy Thím Tư ơi, dịch giật mày. Mà thiệt, ông nhắc lại cái Tết năm ngoái, tôi thấy tôi còn gùng mình á. Sáng nghe nhạc xuân rồi nghe mùi Tết nghe. Cũng quỷ thần ơi, ủa mày tới hồi nào mà mày sáng sớm mày Tết nhất mày tới mày nhà tao mày ngồi mặt mày biết sĩ với mày không hên nha con. Sao ra giữa tôm? Dạ con sáng rồi con mua xong rồi con giao cho người ta luôn rồi. Mà Tết nhất này bán được không? Dạ Tết bà con mình có tôm nhiều bán cũng được lắm bác hai. Bán được phải vui chứ sao bán được buồn hiếu mày. Con buồn quá bác hai. Tết nhất sao buồn? Mua bán được buồn gì? Tết á, con đi con thấy nhà nào cũng quay quằng xung vầy với nhau hết. Còn con có một mình lẻ loi con buồn quá. Ủa? Rồi tía mày á, chừng nào mới về đây ăn Tết? Tía con không có về. Trời đất ơi, Tết nhất cũng phải về cúng kiến ông bà ông giải chứ mày nói sao mày? Ở chợ á, mấy hecta cà phê, tía con nói về không ai coi. Với tía con nói á, làm ăn được rồi nếu là tía con sang năm á là mua nhà ở chợ luôn. Được quá hơn đâu nó không về. Trời ơi, con gọi con năn nỉ nó luôn, con kêu á là về chơi Tết với con vài ngày đi không chịu. Nói lên thăm tía con, rồi sẵn đi du lịch rồi đi phượt gì trên núi á. Thì chắc nó cũng phải về ăn Tết rồi nó còn chuẩn bị học hành rồi nữa. Tía mày nói vậy chứ ông cũng phải về để cúng kiến ông bà cái rồi muốn đi đâu đi chứ. Không về đâu bác hai, kiểu này chắc một mình con ăn Tết luôn rồi. Trời đất ơi. Bác hai. Ừ? Giờ con tính vậy. Tính sao? Tết á, con bệnh con mình à. Mà tía con với Út Hân thì không có về. Không ấy giờ con dọn đồ qua đây, con ăn Tết với bác hai. Để cho gia đình mình ấm cúng, sum vầy hạnh phúc hay bác hai? Con tính vậy bác hai thấy im không? Không im đâu ba Lít ơi. Theo tao, tao thấy chưa im đâu. Mấy cô! Dạ, tía. Dạ, đang làm gì vậy? Dạ, con đang coi độ ẩm của đất. Rồi sao, thấy ổn không? Dạ, ổn tía. Nhờ thời tiết đẹp cho nên bông nó ra đúng ngày. Tía nhìn cái vườn bông con thấy sao? Trời ơi, ở cái xóm này cái vườn bông của mày vậy là nhất cái xẻo lá này rồi đó nha.
Ủa rồi tính chừng nào giao? Dạ ngày mai thương lái vô rồi con giao. Ngày mai thương lái vô lấy rồi mày còn kiểm tra gì? Dạ phải kiểm tra chứ tiếc. Cái mùa này dễ bị sâu bọ lắm, con phải kiểm tra để cho người ta mua về á, người ta chưng bông cho nó đẹp, với lại qua Tết bông vẫn còn đẹp luôn. Chà, nếu mà nói về cái người mà trồng bông mà có tâm nhất á, chắc là không có ai bằng bãi cò này hết trơn á. Có đâu tía. Ủa tía, tía đi đâu đây? Thì đi dạo vòng vòng mới coi mấy cái vườn bông mới sớm, rồi sẵn đó thấy cái vườn của mày ghé qua coi luôn. Cái này người ta gọi là du xuân á. Du xuân gì bữa nay mày? Ê mày thấy cái mấy cây mai bên nhà tía không? Dạ bữa con có qua con thấy rồi. Bữa khác bữa nay khác, nay nhìn đã lắm. Đã lắm hả tía? Ừ. Ngày mai rảnh đó qua tía đi uống trà rồi ngắm mai luôn. Dạ. Ừ vậy ha. Dạ tía. Không mày làm gì làm mày tía đi nha. Dạ tía đi. Ừ. Nhìn đẹp thiệt chứ ha. Tôi chờ bà nãy giờ uống hết hai bình trà rồi đó. Chưa xong nữa hả? Cái gì hoài vậy? Xong rồi nè. Gì vậy? Xong. Trời đất ơi, mua gì mà mua quá trời vậy? Quá trời đâu, quá trời. Có nhiêu đây thì quá trời. Ông biết sao không? Bị năm ngoái á, không có được vui. Cho nên năm nay á, tôi tính chơi lớn để bù lại cho năm ngoái. Thôi, thôi. Bỏ cái từ chơi lớn đi nha. Cái từ chơi lớn hồi năm ngoái cũng làm tôi sắc bất sang bang, đừng có nói nữa nghe, tôi sợ à. Thôi kệ đi ông ơi. Cái tiền nó mất á, thì coi như là cái tiền học phí để vợ chồng già mình học, để cho biết đời với người ta. Mới qua con. Dạ. Thôi. Tía má, chuyện của Tết năm ngoái á, hổng ấy, mình dẹp qua một bên đi. Bây giờ cả nhà mình ngồi xuống dưới đây để bàn chuyện Tết năm nay nha. Thì năm nay cũng vậy thôi, có gì đâu mà phải bàn để tính như này tính nọ chứ gì. Có chứ tía. Ủa gì? Có con là rể mới nè. Ừ ha. Có rể mới thì có thêm niềm vui mới. Nè tôi nói trước nha, cái này là tôi bao vui thôi à, chứ không có bao ăn à. Nè mà tôi cũng nói cho ông biết nha, năm nay á, tôi đã thủ chắc chắn hết rồi. Ông khỏi lo đi, tụi con. Má lo. Dạ. Má mà giữ chưa? Đang nghĩ gì vậy? Hôm rồi sao nó có điện gì cho bà? Nó hỏi cái vụ Tết nhất đồ không? Nó gọi nó nói á, Tết năm nay nó không có về được. Bởi vì á, ở bên nước ngoài á, người ta không có ăn Tết giống mình. Nghĩ mấy bữa cũng không được luôn hả? Nó gọi nó nói vậy đó. Người ta nói cái Tết buồn nhất á, là Tết tha phương. Thêm chữ cầu thực nữa là tha phương, cầu thực. Lơ mơ năm nay á, chỉ có hai vợ chồng già ngồi ăn Tết thôi. Giống như hai con khỉ già đó. Ngồi ăn Tết cùng mấy khỉ con nó đi siết kiếm tiền hết rồi. Tết năm nay sao nhú nó không về? Rồi tám tàng nó cũng không về luôn ha. Giờ này chưa thấy xuất hiện coi như không về rồi. Ha ha ha.
Ông, coi đứa nào về đó. Chú hai, thêm hai, quay về đây nè. Tía má ơi, con về ăn Tết nè.